Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 141. Bên trên là lời giới thiệu về hoàn cảnh ở đảo Tán Tiên của Tề Mậu Đốn. Nhưng sau đó, ông ta còn bổ sung thêm, kỳ thật, ở đảo Tán Tiên, tán tu tán tiên tính ra còn mạnh hơn cả tông môn tán tiên. Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi, tại sao? Lúc này, Hiên Viên Khai Minh chợt xen vào, chuyện này phải đi ngược về tầm 30.000 năm trước, tức thời kỳ huy hoàng của Thiên Tà Chí Tôn trên đảo Tán Tiên, và Thiên Tà Chí Tôn trong truyền thuyết lại xuất thân từ tán tu. Dương Bách Xuyên nghe thấy bốn chữ Thiên Tà Chí Tôn thì chấn động vô cùng. Hắn nghĩ thầm trong lòng, trời ạ, Thiên Tà Chí Tôn. Đó hình như là danh hiệu của ông già nhà mình mà. Hiên Viên Khai Minh nói tiếp, trên đảo Tán Tiên tồn tại một pháp tắc thiên đạo, đó là chỉ chứa chấp lục chuyển tán tiên là hết cỡ. Lục chuyển là một mốc giới hạn, với những tán tiên cao hơn lục chuyển, dù có trốn ở ngóc ngách nào trên đảo thì cuối cùng cũng sẽ bị pháp tắc thiên đạo cưỡng chế triệu hồi về tiên giới. Nhưng Thiên Tà Chí Tôn trong truyền thuyết Thiên Tà Chí Tôn lại có thể đột phá tới cấp thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, phá vỡ bốn giai đoạn 3, 6, 9, 12 không thể vượt qua của tán tiên trong lời đồn, cũng là người đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ có Thiên Tà Chí Tôn đã đạt tới cấp thập nhị kiếp tán tiên chí tôn mới có thể không thèm đặt pháp tắc trên đảo tán tiên, chỉ cho phép những ai có tu vi thấp hơn lục chuyển tán tiên tồn tại của thiên đạo. Đương nhiên, sau khi Thiên Tà Chí Tôn hay thập nhị kiếp chí tôn đột phá kiếp thứ 12 xong mới trở lại đảo tán tiên. Với cư dân ở đảo tán tiên, đạo tràng của ông ấy trên đảo chính là thánh địa. Thế nên sau khi chí tôn của tán tu tán tiên Thiên Tà Chí Tôn xuất hiện, toàn bộ tán tu tán tiên trên đảo Tán Tiên bỗng cảm thấy bọn họ tài trí hơn người, không chỉ đoàn kết hơn tông môn tán tiên, mà thái độ cũng ngông hơn không ít, tóm lại là trái ngược hoàn toàn với lúc ở tu chân giới. Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt Dương Bách Xuyên có chút lạ, không ngờ trên đảo Tán Tiên còn lưu truyền một truyền thuyết như vậy về ông già. Từ ánh mắt của Hiên Viên Khai Minh và Tề Mậu Đốn, hắn nhận ra được lúc họ nhắc tới Thiên Tà Chí Tôn, trong mắt lập tức bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Cực kỳ giống kiểu fan cuồng hâm mộ minh tinh như si như mê ở đời sau. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không kiềm được, lẩm bẩm trong vô thức, không phải chỉ là một lão già chết tiệt thôi hả, ông ấy thật sự thần thánh như lời hai người kể sao. Dương đạo hữu, xin ăn cho cẩn thận. Dương sư đệ chớ có nói bậy, Thiên Tà Chí Tôn là thần trong lòng bọn ta đó. Ngay sau đó, hai người Tề Mậu Đốn và Hiên Viên Khai Minh gần như đồng thanh cất tiếng nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Cứ như thể chỉ cần Dương Bách Xuyên dám mở miệng nói xấu Thiên Tà Chí Tôn thêm một câu nào nữa, hai người họ nhất định sẽ trở mặt thành thù vậy. Ồ, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên trợn tròn mắt, trên mặt để lộ vẻ ngại ngùng, thân tâm lại thầm cảm thán, đúng là người hâm mộ mất. Cuồng nhiệt mà. Dương Bách Xuyên không dám chọc giận hai ông lão, bèn cười cười chuyển đề tài, xem ra Tề Mậu Đốn không biết rằng kỳ thật Thiên Tà Chí Tôn chính là ông tổ của Trường Sinh Điện. Nghĩ vậy, hắn không kiềm được mà hỏi, Tề sư huynh. Huynh có biết ông tổ của Trường Sinh Điện là thần thánh phương nào không? Tề Mậu Đốn thoáng sững sờ, nhưng vẫn trả lời, thánh chủ Trường Sinh chưa bao giờ nói cho ai nghe về quá khứ cũng như sư thừa của mình, nên ta cũng không rõ lắm. Nghe thế, Dương Bách Xuyên lấy làm lạ, nghĩ thầm trong lòng có nên báo cho Tề Mậu Đốn biết ông già nhà mình chính là Thiên Tà Chí Tôn không nhỉ, chẳng biết lúc Tề Mậu Đốn phát hiện thật ra Thiên Tà Chí Tôn lại chính là ông tổ của Trường Sinh Điện thì liệu có vui đến độ hôn mê bất tỉnh không ha? Dương sư đệ có chuyện gì liên quan tới ông tổ sao? Tề Mậu Đốn khó hiểu hỏi. À, không, không có gì, thuận miệng hỏi chơi thôi, chúng ta tâm sự tiếp về đảo Tán Tiên đi, ha ha. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn không chọc thủng bí mật ông già nhà mình chính là Thiên Tà Chí Tôn, cũng là ông tổ của Trường Sinh Điện. Về việc liên quan tới Thiên Tà Chí Tôn, nếu sau này sư đệ có cơ hội tới đảo Tán Tiên thì hãy nhớ, tuyệt đối không được có hành vi hay lời ăn tiếng nói bất kính về người đó, bằng không đệ sẽ trở thành kẻ thù của cả đảo. Đệ tin sư huynh này đi, ta không hề nói quá đâu, ở đảo Tán Tiên, địa vị của Thiên Tà Chí Tôn có thể sánh ngang thần thánh, là người mà tất cả Tán Tiên trên đảo hằng kính ngưỡng, cũng là tấm gương sáng cho Tán Tiên bọn ta noi theo. Lý do là vì trong 12 kiếp của Tán Tiên, kiếp thứ 3, thứ 6, thứ 9 vô cùng khó vượt qua, số người đạt đến kiếp thứ 9 có thể nói trong số mấy trăm triệu người. Chưa chắc đã có một người thành công, về phần kiếp thứ 12, cả một kỷ nguyên này chúng ta chỉ biết tới đúng một người độ kiếp thành công, đó chính là Thiên Tà Chí Tôn. Thế nên không ngoa khi nói Thiên Tà Chí Tôn chính là thần tượng của toàn bộ tán tiên trên thế gian, vậy nên tuyệt đối không được nói năng sằng bậy hay chửi rủa gì Thiên Tà Chí Tôn hết.
Tề Mậu Đốn nghiêm túc nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Ta nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không nói năng bất kính với Thiên Tà Chí Tôn nữa. Ngoài miệng thì hùa theo, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm, không ngờ ông già chết tiệt đó lại nổi tiếng tới vậy. Hừ, con tưởng cái danh Thiên Tà Chí Tôn của vi sư chỉ là hữu danh vô thực hay gì? Đừng nói đảo tán tiên, phóng mắt khắp tiên giới, số người có thể đánh ngang vi sư chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng lúc này, giọng nói của Vân Thiên Tà bỗng vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Nghe ông già nói vậy, hai mắt Dương Bách Xuyên trợn trắng tỏ ý khinh bỉ, có điều trước giờ tính cách ông già lúc nào cũng kiêu căng, ngạo mạn như thế nên thôi, thích nói gì thì nói đi. Nhưng từ biểu cảm trên mặt Tề Mậu Đốn và Hiên Viên Khai Minh, có thể thấy quả thật ông già rất được chào đón ở đảo Tán Tiên. Mà tính ra ông già được Tán Tiên trên đảo xem là thần Minh Âu cũng là chuyện tốt, ít nhất với hắn mà nói. Vì sau này khi tới đảo, hắn sẽ không gặp phải trở ngại gì. Giờ nghĩ lại thì đúng là từ ban đầu, lúc ông cụ kể về đảo Tán Tiên, giọng điệu lúc nào cũng nghênh ngang như thể ông đây chính là trời, hóa ra là có tư bản để tự tin như vậy. Với hắn mà nói cũng chẳng có hại gì. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện của ông già ra ngoài, vì điều đó chẳng có lợi gì cho cả hắn lẫn ông già hết. Bí mật đó quá quan trọng, không dám phơi bày ra ngoài ánh sáng. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã có cái nhìn tổng quan về đảo Tán Tiên, thế nên không tính hỏi thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, sau vài giây ngập ngừng, Hiên Viên Khai Minh lo lắng hỏi, phỏng chừng lần này Dương đạo hữu đã đắc tội với các thế lực trên đảo Tán Tiên. À phải rồi, còn cả tiểu yêu giới nữa, không biết đạo hữu đã nghĩ ra cách gì để ứng đối chưa? Hiên Viên Khai Minh hỏi vậy cũng là vì lo lắng cho hắn. Sau khi ma tộc bùng nổ, trên đảo Tán Tiên đã cử nhóm bọn họ rời đảo, giờ tất cả mọi người đều bỏ mạng, chỉ còn mỗi ông ta và Tề Mậu Đốn là bình yên vô sự, kiểu gì cũng sẽ bị những người còn lại trên đảo Tán Tiên hoài nghi, thế nên ông ta mới muốn hỏi thăm thử xem ý định của Dương Bách Xuyên là gì, đặng còn dễ bề ứng phó. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trầm ngâm rồi hỏi lại, trên đảo Tán Tiên có bao nhiêu lục chuyển Tán Tiên thế? Tề Mậu Đốn tiếp lời, bên phía tông môn Tán Tiên có 3 lục chuyển Tán Tiên, còn bên Tán Tu thì có tới 5, nhưng bên Tán Tu lại không tham gia vào sự việc rời đảo lần này, vì vậy không cần quan tâm đến họ, chỉ cần đối phó 3 Tán Tiên bên tông môn Tán Tiên là được. Về cơ bản, không ngoa khi nói 3 người đó chính là vương giả bên tông môn Tán Tiên, bề ngoài họ chỉ mới đạt tới lục chuyển. Nhưng thật ra đã bước vào giai đoạn lục chuyển cả mấy chục nghìn năm, thực lực lẫn thủ đoạn đều sâu không lường được. Chuyến này chết tận mấy Tán Tiên, e là đã khiến họ tổn thất nặng nề, có lẽ. Họ sẽ phái người tới tìm đệ tính sổ đấy. Cứ việc đến, ở tu chân giới này, ta không sợ gì cả, hai người yên tâm đi, chưa biết chừng sau này ta còn lên cả đảo Tán Tiên nữa thì sao. Dương Bách Xuyên nghĩ gì nói nấy. Thái độ của hắn đã biểu hiện rất rõ rằng hiện tại, họ Dương này không kiêng kỵ gì hết. Bất kể là Tán Tiên mấy chuyển, chỉ cần bước vào phạm vi tu chân giới thì chẳng thể nào uy hiếp được hắn nữa, thế nên hắn không sợ. Không chỉ vậy, hắn còn đang định sau này sẽ tới đảo Tán Tiên một chuyến nữa kia. Chuyện này, Tề Mậu Đốn nghẹn lời. Nhưng sau khi ngẫm lại chiến tích trong trận chiến lần này của Hiên Viên Khai Minh, cộng thêm tu vi của hắn ở hiện tại, hình như đúng là nếu còn ở tu chân giới, hắn không cần phải sợ điều gì, còn chuyện sau này sẽ tới đảo Tán Tiên. Cứ xem như hắn đang mạnh miệng vậy. Đúng rồi, có đường tắt nào dẫn thẳng đến đảo Tán Tiên không? Dương Bách Xuyên lại hỏi. Tề Mậu Đốn và Hiên Viên Khai Minh liếc nhìn nhau, lo lắng nói, thì cũng có, nhưng đừng nói là đạo hữu tính tới đảo Tán Tiên thật đó nhé. Vì nếu đi thật thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, khi ở trên đảo, Tán Tiên không cần áp chế tu vi, thế nên tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn của Dương Bách Xuyên thật sự không đáng để lọt vào mắt họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đụng phải cao giai Tán Tiên. Ta đâu có nói đùa, nếu có thì cứ nói thẳng cho ta biết, còn không thì cũng chẳng sao, ta cứ men theo đường mòn mà đi là được, hơi gập ghềnh chắc trở chút thôi mà. Dương Bách Xuyên chẳng mấy để tâm đáp. Hầy, bỏ đi, chuyện đạo hữu đã quyết, ta cũng chẳng thay đổi được. Dương đạo hữu là người may mắn, chuyện sau này cứ thuận theo cơ duyên đi. Vừa nói, Hiên Viên Khai Minh vừa trở tay lấy một lệnh bài bằng đồng đưa cho Dương Bách Xuyên. Đây là lệnh bài để tiến vào đảo Tán Tiên, chỉ cần chuyển vận chân nguyên và sức mạnh thần hồn là có thể mở cánh cửa dẫn tới đảo, giờ ta xin tặng thứ này cho Dương đạo hữu. Cảm ơn, Dương Bách Xuyên không chút khách khí, hào phóng nhận lấy lệnh bài. Nếu thế, lão phu cũng không cần e ngại điều gì, sau khi quay lại chúng ta sẽ thành thật báo cáo đầu đuôi với họ, mong sư đệ có thể hiểu cho.
Mặt khác, nếu sau này những người trên đảo Tán Tiên tính tới tìm đệ gây sự thật thì xin cứ yên tâm, nhất định sư huynh ta sẽ cố gắng ngăn cản, dù chắc chỉ được một phần. Tề Mậu Đốn trịnh trọng nói. Thế thì cảm ơn hai người rất nhiều, khi nào quay về, hai người cứ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, không cần thêm thắt hay cắt giảm chi tiết nào, vì ta cũng muốn xem thử thái độ của Tán Tiên trên đảo trước những việc làm của chính đạo, nếu tới cả việc cấu kết với ma tộc để hãm hại Vân Môn của ta mà họ cũng tán thành, thế thì... Ha ha, ta sẽ mặc kệ tất. Dương Bách Xuyên cười khẩy, quả thật, hắn không cần kiêng kỵ điều gì, sau khi ông già thức tỉnh đã nói cho hắn biết một bí mật động trời, thế nên có hiên ngang chạy tới đảo Tán Tiên cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hay nói đúng hơn là ông già căn bản không thèm để những người được xưng là Tán Tiên trên đảo vào mắt. Đến lúc đó hẳn là thích làm gì thì làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi ba người trò chuyện thêm dăm ba câu, Hiên Viên Khai Minh và Tề Mậu Đốn chắp tay cáo biệt, dù sao chuyện rắc rối do ma tộc gây ra đã được giải quyết ổn thỏa, họ cũng chẳng còn lý do nán lại tu chân giới. Trên hết là ở đây, thực lực của Tán Tiên bị hạn chế, nên càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm, thế là họ quyết định sẽ quay về đảo Tán Tiên ngay bây giờ. Cũng nhờ lần diệt trừ mầm móng tai họa lần này mà địa vị của Vân Môn ở tu giả giới đã được nâng lên tối cao, thậm chí còn thay thế luôn cả Thông Tiên Cung, thật sự trở thành thánh địa trong các thánh địa. Sau này, Dương Bách Xuyên còn hạ lệnh cho cả tu chân giới phải ra sức diệt trừ dư nghiệt của ma tộc ở mọi mặt, thậm chí còn sai các đệ tử rời núi rèn luyện. Có Vân Môn làm người đi đầu, các tông môn thánh địa khác tất cũng không dám trơ mắt đứng nhìn, bắt đầu sốt sắng ra lệnh cho đệ tử của mình đi diệt trừ ma tộc ở tu chân giới, hay nói một cách khác là tống đệ tử ra ngoài rèn luyện. Kể cả các tiểu thế giới cũng vậy. Chính vì vậy mà thời kỳ huy hoàng của tu chân ở tu chân giới đã được mở ra. Các tông môn thánh địa lớn cũng lũ lượt chiêu sinh thêm đệ tử để lấp đầy phần nguyên khí bị tổn thương nặng nề sau sự bùng nổ của ma tộc. Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, hắn đã hạ lệnh cho Vân Môn Tiên Cảnh bắt đầu chiêu thu đệ tử. Cứ thế, Vân Môn hiên ngang bước lên con đường trở thành thánh địa số một chân chính. Trong khoảng thời gian này, Dương Bách Xuyên vẫn luôn đề cao cảnh giác, chờ người của đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới tới tìm mình gây sự, nhưng nhoáng cái đã 3 năm trôi qua, vậy mà chẳng thấy ai tìm tới cửa cả. Trái lại, trong 3 năm này, khi các đệ tử Vân Môn ra ngoài rèn luyện đã tìm thấy hai người vợ của hắn trong một tiểu thế giới, chính là Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền. Thế là giờ đây, cuối cùng các bà vợ của Dương Bách Xuyên cũng tề tựu đông đủ. Từ đó trở về sau, họ Dương nào đó một lòng ở yên tại Vân Môn Tiên Cảnh, ung dung dạy bảo đệ tử cũng như tiêu giao hưởng lạc với vợ con. Thoạt nhìn thì đúng là thế thật, nhưng thực ra, hắn đang chờ người của đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới tới trả thù. Ngoài ra còn một chuyện quan trọng khác nữa, đó là sau khi tu vi của hắn đạt tới phi thăng cảnh đại viên mãn, không biết chừng một ngày nào đó sẽ phi thăng lên tiên giới, thế nên hắn muốn ở bên người nhà của mình nhiều thêm một chút, đồng thời nghiêm túc phát triển thực lực của Vân Môn, để lỡ ngày nào đó hắn đột ngột rời đi cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Vậy là cứ mỗi 3 tháng, hắn lại mở lớp truyền thụ kinh nghiệm cũng như những thứ hắn chiêm nghiệm được về tu luyện cho các đệ tử Vân Môn nghe. Toàn bộ kiến thức mà hắn tốn 30 năm mới có được về 3 khu vực có di tích pháp tắc như rừng ngộ đạo đều được hắn truyền lại cho hậu bối. Ở tu chân không có 5 tháng này, chớp mắt đã đến 100 năm sau trận đại chiến đó. Trong 100 năm nay, Dương Bách Xuyên có thể nói là lĩnh hội triệt để con đường tu luyện của chính bản thân, thậm chí còn biên soạn một quyển sách ghi chép tất tần tật về rừng ngộ đạo, để mỗi đệ tử Vân Môn có thể tìm đọc và suy ngẫm. Cũng trong 100 năm quẩn quanh ở phi thăng cảnh đại viên mãn, tuy tu vi không chút tiến bộ, nhưng hắn đã càng thêm thuần thục, đồng thời cũng chạm tới bình cảnh. Giờ chỉ còn kém một bước là ngộ ra được ánh quang tiếp dẫn, vậy thì có thể tức khắc phi thăng thành tiên. Hiện tại tình trạng của Vân Môn đã hoàn toàn ổn định, các đại yêu cũng lần lượt tiến vào phi thăng cảnh, đương nhiên vẫn còn kém mấy bước mới đạt tới đỉnh, có điều hắn tin với họ, đó chỉ là vấn đề thời gian. Sau 100 năm, đảo Tán Tiên vẫn không có chút động tĩnh gì. Nhưng một ngày nọ lại có đệ tử tới bẩm báo rằng có người của tiểu yêu giới tới cửa bái phỏng. Lúc Dương Bách Xuyên đến đại điện, vừa nhìn thấy người của tiểu yêu giới, trong lòng thầm mừng rỡ vô cùng. Hôm nay có 2 người tới, một già một trẻ. Người già là một bà lão với mái đầu trắng xóa, trong mắt sâu thẳm, âm u, cả hắn cũng không thể nhìn thấu, chỉ cảm nhận được bên trong người bà lão tồn tại một ngọn lửa cực lớn đang bốc cháy hừng hực, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Về phần người trẻ, chào đại ca ca, đã lâu không gặp rồi nhỉ, đại ca ca có còn nhớ tiểu đường đường không? Hi hi, đó chẳng phải là tiểu trích tiên đường đường năm ấy sao?
Tiểu Đường Đường, sao muội lại tới đây? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi, đồng thời cũng vui sướng ra mặt khi được gặp lại người quen cũ là Tiểu Đường Đường. Muội á hả, tất nhiên là theo chân sư phụ tới rồi. Tiểu Trích Tiên Đường Đường vẫn hoạt bát như năm ấy, hoan hỉ nhảy chân sáo tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, ôm lấy tay Dương Bách Xuyên bảo, đại ca ca, để muội giới thiệu với huynh nhé, đây là sư phụ của muội, thần Phượng bà, người tới từ tiểu yêu giới đó nha. Dương Bách Xuyên lắng tai nghe Tiểu Trích Tiên giới thiệu về bà lão, đầu óc vẫn rối như tơ vò, hắn biết người ở tiểu yêu giới sẽ có huyết mạch, hay nói đúng hơn là tồn tại ở dạng nửa người nửa yêu, nhưng Tiểu Trích Tiên Đường Đường là con người 100% mà, sao lại quen biết với người ở tiểu yêu giới thế này. Tất nhiên, dù cảm thấy khó hiểu thật, nhưng người ta đã tới địa bàn của hắn chơi, vậy hắn không thể đánh mất phép lịch sự được. Hơn nữa hắn và Tiểu Trích Tiên Đường Đường còn là người quen cũ. Năm đó sau khi tới tu chân giới, hai người đã tạm biệt nhau, tính tới bây giờ đã là mấy trăm năm trôi qua rồi. Hắn bước lên phía trước, ôm quyền cúi chào bà lão, vãn bối Dương Bách Xuyên kính chào thần Phượng bà. Dương Thánh chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lão thân là Phượng Thu Huyền của tộc thần Phượng, mạo muội làm phiền, xin thứ lỗi. Thần Phượng bà cũng không ra vẻ tiền bối trước mặt Dương Bách Xuyên, đứng dậy hiền từ giới thiệu bản thân, chào hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên mời thần Phượng bà và Đường Đường ngồi xuống. Ba người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nhìn về phía thần Phượng bà, nói, bà là thế ngoại cao nhân, không biết lần này rời núi đến Vân Môn có chuyện gì. Hắn đã giết Thiên Lang chân quân của tiểu yêu giới, hơn nữa cũng không quen thuộc tình hình tiểu yêu giới, trong lòng nghĩ thầm liệu thần Phượng bà có đến tính sổ hay không. Cho nên mặc dù cười nói nhưng lại không quá gần gũi. Giao tình của hắn và Đường Đường chỉ giới hạn giữa hai người bọn họ, không bao gồm sư phụ thần Phượng bà của Đường Đường. Thần Phượng bà sống lâu hiểu nhiều nên có thể nghe ra được ý trong lời nói của Dương Bách Xuyên, lập tức hiểu lý do, bà biết chuyện Thiên Lang chân quân bị Dương Bách Xuyên giết chết. Thần Phượng bà cười nói, Dương Thánh chủ nói quá lời, lần này ta đến không có ý gì khác, chỉ muốn nhận thân với Vân Môn. Nhận thân, Dương Bách Xuyên nghe thấy thần Phượng bà nói vậy càng thêm hồ đồ. Hắn và tiểu yêu giới không hề có quan hệ gì, đừng nói nhận thân, kết thù thì có. Thần Phượng bà cười nói, lão thân nói một cái tên thì ngươi sẽ biết. Mai Thị Dĩnh nha đầu. Cái gì, nàng ở tiểu yêu giới các ngươi. Dương Bách Xuyên đứng dậy, nhìn thẳng về phía thần Phượng bà. Dương Bách Xuyên vẫn luôn tìm kiếm Mai Thị Dĩnh nhưng không hề có tin tức, không ngờ thần Phượng bà lại nói nàng ở tiểu yêu giới. Thảo nào hắn vẫn luôn không tìm thấy Mai Thi Dĩnh. Lúc này ánh mắt của Dương Bách Xuyên có chút lạnh lùng, nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, phản ứng đầu tiên của hắn là thần Phượng bà dùng Mai Thi Dĩnh uy hiếp hắn. Nhưng ngay sau đó nghĩ lại không có khả năng, muốn uy hiếp đã đến từ lâu. Dương Bách Xuyên không nói gì chờ thần Phượng bà nói tiếp, hắn biết nếu thần Phượng bà nói vậy, chắc chắn còn lời tiếp, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy sự áp chế gì trên mặt thần Phượng bà, có lẽ không phải chuyện xấu. Của nhiên ngay sau đó thần Phượng bà nói, Dương Thánh chủ yên tâm, hiện tại Mai Thi Dĩnh là đệ tử có tiềm lực nhất của tộc ta, huyết mạch thần Phượng trong cơ thể nàng rất thuần tịnh, mấy năm nay vẫn muốn tu luyện trong thánh địa tộc ta, nếu không lần này lão thân sẽ mang theo nàng đến. Nghe vậy Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan tâm Mai Thi Dĩnh, cũng biết tâm tư của nàng, chỉ là vẫn luôn không tiến thêm một bước, nhưng không ảnh hưởng hắn lo lắng quan tâm nàng. Bây giờ nghe thần Phượng bà nói vậy, có vẻ Mai Thi Dĩnh sống rất tốt ở tộc thần Phượng, rất được coi trọng. Cũng nhớ đến năm đó khi gặp Mai Thi Dĩnh, sư phụ từng nói nàng có được huyết mạch thần Phượng, là người của tộc thần Phượng tu chân giới, khả năng cao rất lâu trước kia lão tổ của tộc thần Phượng từng đi qua địa cầu nên mới có Mai Thi Dĩnh và Mai Tỷ. Năm đó Mai Thi Dĩnh là đệ tử Nga Mi trên địa cầu, nhưng không thức tỉnh huyết mạch thần Phượng, hơn nữa võ công Nga Mai lại có thuộc tính âm. Xung đột với huyết mạch thần Phượng trong cơ thể nàng. Sau khi gặp được hắn, sư phụ từng nói giúp Mai Thi Dĩnh thì có thể có được ân tình của tộc thần Phượng ở tu chân giới, hiện tại xem ra sư phụ nói đúng. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên càng thêm cảm thán sư phụ tiên đoán như thần. Dương Bách Xuyên mỉm cười ôm quyền cảm ơn, vãn bối cảm ơn tiền bối đã chăm sóc Thi Dĩnh, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ha ha, Dương Thánh chủ quá khách khí. Hơn nữa lão thân đại biểu cho tộc thần Phượng cảm ơn Dương Thánh Chủ. Năm đó lúc tìm được Thi Dĩnh nha đầu, nàng từng nói nhờ có Dương Thánh Chủ nên nàng có thể thức tỉnh huyết mạch thần Phượng. Có được sự tín nhiệm của Dương Bách Xuyên,
lúc này Thần Phượng bà mới nghiêm túc đứng dậy trịnh trọng cúi người cảm ơn. Đừng Dương Bách Xuyên vội vàng nâng, nhưng Thần Phượng bà đã hành lễ. Ta và Thi Dĩnh cũng đến từ một quê nhà, đối với ta, nàng chính là người thân, lúc trước giúp nàng là chuyện nên làm, tiền bối không cần cảm ơn. Dương Bách Xuyên vội vàng nói. Sau khi hai người ngồi xuống, Thần Phượng bà mới cười nói, nếu ngươi tán thành lão thân cũng không coi ngươi là người ngoài. Thật ra ngươi không biết Thi Dĩnh có ý nghĩa gì với tộc Thần Phượng chúng ta, ý nghĩa quá lớn, liên quan đến tổn vong của cả tộc. Nửa canh giờ sau, Thần Phượng bà kể xong, Dương Bách Xuyên mới hiểu biết một ít về tiểu yêu giới. Theo lời của Thần Phượng bà, mỗi một người mang huyết mạch Thần Phượng xuất thế, tộc của các nàng có thể cảm ứng được thông qua bí pháp độc đáo. Sau khi Mai Thi Dĩnh đi vào tu chân giới, bị người của tộc Thần Phượng cảm ứng được sau đó đón đến tiểu yêu giới. Sau đó thông qua bí pháp thí nghiệm của gia tộc, phát hiện huyết mạch Thần Phượng của Mai Thi Dĩnh cực kỳ thuần tịnh, thậm chí còn thuần tịnh hơn cả Thần Phượng bà, tộc trưởng đương đại của gia tộc Thần Phượng. Điều này làm tộc Thần Phượng mừng như điên, tôn sùng Mai Thi Dĩnh là thánh nữ, cũng là người nối nghiệp tiếp theo của tộc trưởng. Tộc bọn họ phát triển đến bây giờ, càng ngày càng ít tộc nhân có thể tái hiện lại thần thông Thần Phượng, nếu không có tộc nhân nào có huyết mạch cấp phản tổ thì qua nhiều năm nữa, tộc Thần Phượng sẽ bị diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy tộc của bọn họ mới bị mấy tộc khác cố ý chèn ép, nếu không phải Thần Phượng bà còn ở, có khi tộc Thần Phượng sẽ biến mất ở tiểu yêu giới, cũng may Mai Thi Dĩnh xuất hiện giải quyết tất cả mọi vấn đề. Sau đó bọn họ đưa Mai Thi Dĩnh vào thánh địa Thần Phượng, chỉ có Mai Thi Dĩnh có huyết mạch phản tổ thuần tịnh mới có thể kế thừa truyền thừa do tổ tiên để lại, chỉ cần Mai Thi Dĩnh kế thừa truyền thừa tổ tiên, tương lai sẽ có rất nhiều truyền thừa Thần Phượng có thể tái hiện hậu thế, kia tộc Thần Phượng có thể tiếp tục truyền thừa. Nhưng cho đến bây giờ, mấy trăm năm trôi qua, Mai Thi Dĩnh vẫn chưa xuất quan, nhưng cũng nhanh, trong vòng 3 tháng này, Mai Thi Dĩnh sẽ xuất quan. Nghe xong Dương Bách Xuyên cảm thấy mừng thay cho Mai Thi Dĩnh, có thể có được cơ duyên này cũng coi như là một tiến bộ cực lớn trên con đường tu đạo, nếu Mai tỷ biết muội muội Mai Thi Dĩnh còn sống, chắc chắn sẽ càng thêm vui. Sau đó Dương Bách Xuyên thử hỏi, lần này tiền bối rời núi chỉ để báo cho ta tung tích của Mai Thi Dĩnh. Mặc dù hỏi vậy, nhưng Dương Bách Xuyên biết Thần Phượng bà tuyệt đối không phải đến vì chuyện này. Quả nhiên chỉ thấy Thần Phượng bà nghiêm túc nói, lão thân đến vì ba chuyện, đầu tiên, năm đó trước khi Mai Thi Dĩnh nhà đầu bế quan từng dặn dò lão thân, nhờ lão thân đi đến tu chân giới tìm kiếm ngươi và tỷ tỷ của nàng, báo lại tung tích của nàng. Nhưng lão thân vẫn chưa có cơ hội đến thông báo, hôm nay xem như cáo tội, xin Dương Thánh Chủ thứ lỗi. Thứ hai, về chuyện ma tộc bùng nổ. Tiểu yêu giới phái ra Thiên Lang chân quân đến, lão thân cũng biết chuyện phía sau, đúng là có người ở tiêu yêu giới muốn ra tay đối phó với ngươi vì ngươi đã giết Thiên Lang chân quân, nhưng lão thân ra mặt tạm thời áp xuống chuyện này, có khi tộc Thiên Lang sẽ thầm ngáng chân ngươi. Cho nên ý của lão thân và tiền bối là mời ngươi đi đến tiểu yêu giới, giải quyết dứt khoát tộc Thiên Lang, tránh để lại hậu hoạn. Thứ ba, có liên quan đến chuyện thứ hai, lão thân đến cũng vì chịu người ủy thác, coi như đến ra mặt cho Dương Thánh Chủ. Để tộc Thiên Lang thấy, miễn bọn họ chơi xấu. Người cũng biết hơn nửa người tiểu yêu giới là nửa người nửa yêu, là hậu duệ của thần thú thần cầm và dị thú thiên địa, truyền thừa huyết mạch và thiên phú thần thông. Nhưng theo thời gian, bốn gia tộc thần thú tiểu yêu giới bao gồm Thanh Long, Thần Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ dần dần cô đơn bởi vì huyết mạch thần thú quá khan hiếm quý trọng. Ngược lại mấy tộc đàn có huyết mạch đê tiện như tộc Thiên Lang, theo thời gian, huyết mạch càng ngày càng phong phú cường đại. Sắp áp qua bốn gia tộc thần thú, tất nhiên cũng chỉ xuất hiện manh mối, bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng mặc dù số lượng của bốn tộc chúng ta thưa thớt, nhưng dù sao cũng là huyết mạch thần thú, bọn họ cũng không dám quá lỗ mãng. Mấy năm nay tộc Thiên Lang phát triển nhanh chóng, càng ngày càng hành động tác oai tác quái ở tiểu yêu giới, ức hiếp yếu nhỏ, hoành hành khắp nơi, thống lĩnh tiểu yêu giới, ác tính loang lổ. Cho nên bốn tộc chúng ta rất không vừa mắt, lần này đi ra cũng là ý của tiền bối. Mời Dương Thánh Chủ đi một chuyến đến tiểu yêu giới, xử lý tộc Thiên Lang, nếu không sau này sẽ mang đến rắc rối cho Vân Môn. Chờ Thần Phượng bà nói xong, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, không biết tiền bối trong miệng ngài là ai. Hai ba lần nghe thấy Thần Phượng bà được người ủy thác đến chống lưng cho Vân Môn làm Dương Bách Xuyên rất khó hiểu. Thần Phượng bà cười nói, vị tiền bối này không cho lão thân nói ra thân phận của nàng, nói nếu ngươi dám đến tiểu yêu giới, sẽ tự biết thân phận của nàng. Tạm thời cho lão thân giữ bí mật, nhưng ngươi yên tâm, lão thân thế trước thiên đạo, tuyệt đối không có ác ý.
Dương Bách Xuyên thật sự rất tò mò, hắn không nghĩ ra được đó là ai. Nhưng hắn có thể xác định đối phương và thần phượng bà không có ác ý, giống như những gì thần phượng bà nói, lần này đến coi như chống lưng cho Vân Môn. Vốn dĩ hắn còn lấy làm lạ, qua trăm năm nhưng không thấy đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới trả thù, hiện tại xem ra đảo Tán Tiên thì không biết nguyên nhân, nhưng tộc Thiên Lang tiểu yêu giới bị thần phượng bà hoặc tiền bối trong miệng bà ấy áp xuống. Hơn nữa nếu đúng như những gì thần phượng bà nói, như vậy không thể không đề phòng tộc Thiên Lang, nên xử lý sạch sẽ, nếu không sẽ để lại hậu hoạn cho chính mình. Tạm thời tộc thần phượng có thể áp chế tộc Thiên Lang đến trả thù, nhưng không thể áp chế cả đời, cách tốt nhất là chủ động đi giải quyết chuyện này. Vừa rồi thần phượng bà dùng lời dám đến tiểu yêu giới để thử lá gan của hắn đúng không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cười nói, nếu đã vậy ta sẽ đi cùng tiền bối đến tiểu yêu giới một chuyến. Cũng muốn gặp vị tiền bối trong miệng ngài, cũng muốn đi hỏi thăm tộc Thiên Lang, hỏi xem bọn họ lấy đâu ra mặt tìm Dương Bách Xuyên này báo thù. Ha ha ha, được, quả nhiên vị tiền bối kia nói không sai, nàng đoán được ngươi sẽ nói như vậy, chắc chắn sẽ đến tiểu yêu giới, nếu được chúng ta có thể khởi hành luôn không? Thần Phượng bà cười nói. Dương Bách Xuyên đứng dậy, có thể, tiền bối chờ một lát, ta đi dặn dò chút chuyện, sau đó chúng ta có thể lên đường. Được, thần phượng bà gật đầu. Dương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi tìm mấy cô vợ và con cái để dặn dò chút chuyện, nếu không hắn không yên tâm rời đi. Chờ ta với, đại ca, ta cũng muốn đi theo ngươi nhìn xem. Tiểu Trích Tiên đường đường chạy theo. Đường đường, không phải muội là người của Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới sao, tại sao sư phụ lại là người của tiểu yêu giới vậy? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi chuyện Tiểu Trích Tiên. Tiểu Trích Tiên đường đường nói. Sau khi đi vào tu chân giới ta mới bái sư, năm đó sau khi chúng ta tách ra, ta phát hiện Bổ Thiên Cung không tồn tại, sau đó ta nghe nói có người của Bổ Thiên Cung đi vào tiểu yêu giới, rồi gặp được thần phượng bà. Cũng coi như cơ duyên, sau đó bái nàng làm sư phụ. Dương Bách Xuyên nghe xong cảm giác tu chân giới thật sự là một thế giới vô cùng kỳ ảo, nhưng cũng hơi thắc mắc lẽ ra Tiểu Trích Tiên không cần bái sư mới đúng. Dù sao nàng là chuyển thế trùng tu. Mặc dù trước kia chưa hỏi tu vi kiếp trước của nàng đạt đến mức nào, nhưng có lẽ cũng không thấp. Cho nên Dương Bách Xuyên thấy Tiểu Trích Tiên đường đường không cần bái sư, nhưng nàng lại bái thần phượng bà làm sư phụ, điều này làm Dương Bách Xuyên vô cùng khó hiểu. Không nhịn được hỏi, ta thấy với điều kiện của muội không cần phải bái sư, tại sao lại bái thần phượng bà làm sư phụ? Đường đường cười nói, đại ca ca, chắc ngươi không biết, ta có ký ức truyền thừa kiếp trước. Về phương diện công pháp tu luyện không cần bái sư cũng có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng, dù sao ta cũng là người chuyển sinh trùng tu, đời trước có thể chuyển tu trọng sinh đã tốn rất nhiều sức lực, có thể trùng tu một lần là vận khí, ta hiểu rõ hai chữ quý trọng hơn bất cứ ai. Con người, chỉ có sau khi mất đi một thứ hoặc một cơ hội, lại lần nữa làm lại mới biết được cơ hội không dễ, cho nên phải chính trọng nghiêm túc quý trọng cơ hội khó có được. Nói thật, loại tình huống này của ta tương đương uống một viên thuốc hối hận. Nhưng đối với phần lớn sinh linh, liệu có thuốc hối hận để ăn không? Không có. Nhưng ta có thể chuyển sinh trùng tu là ăn thuốc hối hận, có được cơ hội chọn lại một lần, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Cho nên ta phải nắm chắc cơ hội khó có được này, nhưng Bổ Thiên Cung không tồn tại làm ta thiếu một hoàn cảnh an toàn để tu luyện, không có tông môn là chỗ dựa, một mình tu luyện cực kỳ gian khổ. Tại sao tu chân giới có vô số tông môn? Bởi vì tông môn có tài nguyên tu luyện. Có hoàn cảnh bình yên để tu luyện, có thể làm tu sĩ không bị ngoại giới ảnh hưởng, theo đuổi cảnh giới tu vi càng cao. Có thể gặp được thần phượng bà là cơ duyên của ta, hơn nữa cảnh giới tu vi của sư phụ rất cao, còn cao hơn ta kiếp trước rất nhiều, có thể bái nàng làm sư, ta có được đạt được tài nguyên tu luyện, chuyện này giúp ta bớt rất nhiều phiền toái, có thể chuyên tâm tu luyện, sao lại không làm, ngươi thấy đúng không? Đường đường nói rất nhiều, Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn biết đường đường nói hoàn toàn chính xác. Trên con đường tu luyện của một tu sĩ có sư phụ có tông môn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nghe đường đường nói, có vẻ thần phượng bà là đại cao thủ. Cao bao nhiêu? Dương Bách Xuyên rất tò mò. Tu vi của sư phụ muội thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn và Tiểu Trích Tiên là người quen cũ, quan hệ không tệ, cũng không kiêng kỵ gì hỏi thẳng. Nếu là những người khác tự nhiên không thể hỏi thẳng chi tiết sư phụ của người ta, sẽ đắc tội người khác. Đường đường cũng biết con người của Dương Bách Xuyên, nói, sư phụ ta tương đường tán tiên lục chuyển, ở tiểu yêu giới, tu vi của nàng cũng coi như đứng đầu, nhưng trong mấy gia tộc thần thú dị thú khác cũng có những người như sư phụ ta,
có khoảng 6 người. Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, 6 lục truyền, không ít. Tiểu yêu giới và đảo tiến tiên nổi tiếng như vậy cũng có chỗ bất phàm của nó. Dương Bách Xuyên còn một vấn đề nữa rất muốn biết, không nhịn được hỏi, ở tiểu yêu giới có yêu tu hay không? Có, tiểu yêu giới còn có yêu tu đến từ Sơn Hải giới, thật ra ở tiểu yêu giới, đa phần là huyết mạch nửa người nửa yêu, còn lại là yêu tu, thế lực không kém. Tiểu Trích Tiên nói, Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn cũng hiểu biết sơ sơ về tiểu yêu giới. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến đình viện nhà Dương Bách Xuyên, nơi này là khu sinh hoạt mà hắn kiến tạo. Tiểu Trích Tiên là người cũng đến từ Sơn Hải giới, đi vào Vân Môn cũng có thể ôn lại chuyện cũ với một ít tu sĩ Sơn Hải giới. Con đường tu sĩ là cô độc, yêu cầu sự thư giãn về tâm linh, ví dụ như tìm cố nhân quê nhà tâm sự chuyện cũng có ích cho tâm cảnh. Dương Bách Xuyên kể về chuyện Thiên Hồ cho Tiểu Trích Tiên, Thiên Hồ là bằng hữu của Tiểu Trích Tiên, mặc dù Thiên Hồ không đến Vân Môn, nhưng đệ tử Trịnh Bân Bân của Thiên Hồ lại ở lại, Trịnh Bân Bân cũng là người Sơn Hải giới, Tiểu Trích Tiên có thể tìm Trịnh Bân Bân để tâm sự chuyện Thiên Hồ. Dương Bách Xuyên muốn đi theo thần Phượng bà đến tiểu yêu giới, trước khi đi cần phải nói mấy câu với mấy cô vợ. Trong viện của Vân Môn Tiên Cảnh, mọi người đều ở, Dương Bách Xuyên triệu tập mọi người lại, sau đó nói, ngày mai ta phải đi theo thần Phượng bà đến tiểu yêu giới, chuyến này không có thời gian cụ thể, cho nên các nàng lo liệu chuyện trong nhà. Không lo hết được cũng không sao, có lẽ đảo tán tiên và tiểu yêu giới sẽ không ra tay với Vân Môn, các nàng có thể an tâm tu luyện, tu chân không năm tháng, mở ảo khó giỏ, sau tu chân còn có cánh cửa phi thăng lên tiên giới đang chờ. Ta đang là phi thăng đại viên mãn, nhìn như sắp bước vào tiên giới, nhưng ta lại hy vọng các nàng có thể đi trước, sau này phu thê chúng ta có thể đoàn tụ ở tiên giới. Xuyên tử, ý của chàng lần này rời đi sẽ không trở về. Triệu Nam ngắt lời Dương Bách Xuyên, hai mắt đỏ ửng. Ta đi cùng chàng, Độc Cô Vô Tình nói. Còn có ta cũng đi. Lập tức nổ tung chảo, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, Âu Dương Ngọc Thanh, Thương Vũ Hoan, Thương Vũ Tình, Lâu Hải Đường, Diệp Vô Tâm, Hạ Lộ, Thu Nhi, Khổng Tước, Hỷ Thước, Mai Tỷ, Lục Yên Chi, Bộ Thanh Mai và Rút đều muốn đi theo Dương Bách Xuyên. Sau khi các nàng nghe Dương Bách Xuyên nói lần này đi ra ngoài không thể gặp mặt, khả năng cao sẽ phi thăng tiên giới. Mọi người đều biết tiên giới, biết về biết, nhưng đó là một thế giới còn cao hơn cả tu chân giới, ai biết cuộc đời này của các nàng có thể tu luyện phi thăng hay không. Hiện tại những nữ nhân này không phải tay mơ tu chân năm đó, biết rõ người tu chân có người cả đời có khi không tu luyện đến cảnh giới phi thăng, thậm chí độ kiếp còn khó, đừng nói phi thăng tiên giới. Mọi người đều sợ không gặp lại được Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ, ta chỉ nói trước như vậy, khoảng cách phi thăng còn rất xa, muốn phi thăng lên tiên giới còn phải hiểu được ánh sáng tiếp dẫn, có khả năng hơn ngàn năm vạn năm sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới phi thăng. Cho nên các nàng đừng lo lắng, sau khi ta đi tiểu yêu giới còn có việc đi đảo tán tiên, phi thăng không dễ dàng như vậy, ta hứa với các nàng lúc sắp phi thăng sẽ trở về Vân Môn để phi thăng lên tiên giới. Lần này đi ra ngoài không xác định thời gian nên mới nói trước với các nàng. Các nàng cố gắng tu luyện, phu thê chúng ta phi thăng thành tiên trường sinh bất tử, ta hy vọng trong dòng sông thời gian vĩnh hằng này sẽ không bỏ lại ai trong số các nàng, cố gắng tu luyện, chúng ta sẽ đoàn tụ ở tu chân giới. Trước kia là phàm tục, nhưng con đường hiện tại chỉ tiến không lùi, mọi người tu hành cho tốt, phi thăng tiên giới không phải chuyện khó, con đường tu luyện không có giới hạn, cả các nàng cả ta đều mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Dương Bách Xuyên an ủi các cô vợ, thật ra cũng hy vọng các nàng không cần chậm trễ dừng lại, rốt cuộc rất nhiều người trong số các nữ nhân đều chưa đến độ kiếp, cách phi thăng còn rất xa. Nói như vậy cũng muốn cho các nàng một ít áp lực, không ngờ lại làm các nàng nghe thành sinh ly tử biệt. Các nữ nhân đều yên tĩnh lại, các nàng không ngốc, ngược lại ai cũng thông minh, đều hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Cố gắng tu luyện mới có thể đuổi kịp bước chân của Dương Bách Xuyên. Nếu không lần này đi theo hắn ra ngoài sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn, mọi người đều thầm quyết định mục tiêu cố gắng cho bản thân. Tiếp theo Dương Bách Xuyên dặn dò tỉ muội Lục Tuyết Hy, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, sau khi dàn xếp xong, lúc này mới nói với Kiều Phúc, A Phúc, gọi mấy đứa nhỏ đến. Ta đi ngay đây, nói xong Kiều Phúc biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên là chủ của Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng cũng là phụ thân của mấy đứa con. Khi phải xa nhà, hắn không yên tâm về con mình. Đã mấy trăm năm qua đi, Đoàn Đoàn, Viên Viên, Dương Tinh Phó, Âu Dương Nhạc Nhạc và cháu ngoại Tiểu Mạn Mạn đã lớn.
nhưng dù lớn thì vẫn là con của hắn. Không lâu sau, Kiều Phúc dẫn 5 người đến. Dương Bách Xuyên nhìn một vòng rồi mỉm cười nói, ta nói chuyện với tụi nhỏ, các ngươi ra ngoài cả đi. Nghe vậy mọi người đều rời đi. Đây là lần đầu tiên tên họ Dương nào đó nói chuyện với mấy đứa con như vậy, mọi người thoáng kinh ngạc, nối đuôi nhau ra ngoài, rời khỏi tiểu viện. Phụ thân, cứu cứu, 5 người bước tới. Các con ngồi đi, Dương Bách Xuyên tươi cười bảo. Đoàn Đoàn là lão đại trong 4 đứa trẻ, Viên Viên xếp thứ 2, Dương Tinh Phó là lão tam, tất nhiên trên trái đất còn có Dương Nguyên Thanh. Tiểu Mạn Mạn là cháu ngoại. Âu Dương Nhạc Nhạc tuy không phải ruột thịt nhưng Dương Bách Xuyên cũng yêu thương như những đứa con khác. 5 đứa trẻ có tính cách khác nhau, trong mắt Dương Bách Xuyên thì ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Tính tuổi tác thì Âu Dương Nhạc Nhạc lớn nhất, là đại tỷ trong mấy người. Kế đó là Tiểu Mạn Mạn, tiếp theo là Đoàn Đoàn, Viên Viên và Dương Tinh Phó. Nhưng xét về tu vi thì Tiểu Mạn Mạn và Đoàn Đoàn, Viên Viên giống nhau, đều có thiên phú tốt. Hiện tại bọn họ đã đạt đến giai đoạn cảnh giới hợp thể đại viên mãn, sắp độ đại thiên kiếp, đến lúc đó sẽ bước chân vào giai đoạn tu giả hậu kỳ, cũng tính là tiểu cao thủ. Tiếp đến là Dương Tinh Phó và Âu Dương Nhạc Nhạc. Hai người này sống ở trái đất lâu, tu luyện kém hơn 3 người top đầu, nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy Dương Tinh Phó là người có thiên phú cao nhất trong mấy đứa con, tương lai nhất định có thể lội ngược dòng, vượt trên các ca ca tỷ tỷ. Chỉ có Âu Dương Nhạc Nhạc là thiên phú hơi kém. Tất nhiên Dương Bách Xuyên phải đặt trọng điểm chú ý vào mấy đứa trẻ này. Dương Bách Xuyên nhìn mấy người, áy náy nói, những năm vừa qua ta bận quá, chưa từng nói chuyện đàng hoàng với các con có trách ta không? Đoàn Đoàn vẫn giữ tính cách không sợ trời không sợ đất, tùy ý nói, không ạ, phụ thân lo thừa rồi, người không quản lý chúng con còn mừng rơn nữa kìa. Khụ khụ khụ, Viên Viên nghe thấy lời nói vô tri của ca ca, vội vàng hắng giọng ngắt lời. Lúc này Đoàn Đoàn mới nhận ra hình như mình nói sai rồi. Sắc mặt hắn thoát đỏ thoát trắng. Dương Tinh Phó, Tiểu Mạn Mạn và Âu Dương Nhạc Nhạc đều nhịn cười. Còn tên họ Dương nào đó thì mặt mày xa sầm. Từ nhỏ 3 đứa Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn đã nghịch ngợm gây sự thành thói, bây giờ đã qua nhiều năm mà tính tình vẫn vậy. Tất cả là do người làm phụ thân này không tốt, không dạy dỗ các con, thành ra bây giờ mấy đứa con vẫn giữ tính tình xuề xòa. Nhưng Dương Bách Xuyên không giận, bởi vì hắn biết với tính cách này Đoàn Đoàn sẽ không chịu thiệt, nhìn thì thô lỗ nhưng thật ra tâm tư tinh tế. Viên Viên thì vẫn tinh quái, Tiểu Mạn Mạn càng tinh quái hơn, đều có tính cách không chịu thiệt. Hiện tại Dương Bách Xuyên muốn kiểm tra thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mấy đứa con, hay nói chính xác hơn là đền bù. Hắn hắng giọng, nói với Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn gọi Thiện Linh ra đây. Dạ, phụ thân ơi, những năm qua con không gây họa mà. Người đâu cần phải lấy lại Thiện Linh. Đoàn Đoàn tưởng phụ thân muốn lấy lại Thiện Linh, lập tức cuống lên. Thằng nhóc thúi, ta bảo muốn lấy lại Thiện Linh lúc nào? Gọi hắn ra đây, lần này vi phụ ra ngoài không biết bao giờ mới về, ta lo nhất cho mấy đứa các con đấy. Thiện Linh là linh trùng bảo vệ tính mạng mà vi phụ tặng con, tất nhiên sẽ không lấy lại. Vi phụ chỉ kiểm tra tình trạng của Thiện Linh xem có thể nâng cao pháp lực cho hắn hay không, như vậy thì hắn có thể bảo vệ con tốt hơn. Cả ngày trong đầu con nghĩ linh tinh vớ vẩn gì thế. Dương Bách Xuyên mắng vậy thôi chứ không tức giận. Năm xưa hắn yêu thương mấy đứa trẻ, tặng Thiện Linh cho Đoàn Đoàn, tặng linh trùng nhân diện cho con gái Viên Viên. Thấy cháu ngoại Tiểu Mạn Mạn thích yêu vương Tiểu Bạch, hắn bèn bảo yêu vương Tiểu Bạch ký khế ước thần hồn với Tiểu Mạn Mạn. 3 đứa trẻ đều có linh sủng bảo vệ. Đã nhiều năm qua đi, hắn chưa từng quan tâm tới tình hình phù hợp giữa linh sủng và bọn trẻ. Thiện Linh và trùng tử đều là dị loại bậc nhất thế gian, lẽ ra Dương Bách Xuyên không cần quan tâm, nhưng cho dù là dị thú thiên địa thì vẫn phải tiến hóa mới có thể bộc lộ thiên phú cường đại. Kiểm tra mới có thể yên tâm. Còn có yêu vương Tiểu Bạch, tuy xuất thân kém hơn Thiện Linh và trùng tử nhưng cũng là dị thú, tương lai không thể khinh thường. Trước đây Dương Bách Xuyên đã tặng 3 dị thú cho 3 đứa trẻ. Bây giờ có thêm Dương Tinh Phó và Âu Dương Nhạc Nhạc, Dương Bách Xuyên sẽ không bất công. Hôm nay hắn sẽ đền bù cho 2 người. Đoàn Đoàn nghe phụ thân Dương Bách Xuyên nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười hì hì, ngượng ngùng nói, con còn tưởng phụ thân muốn lấy lại Thiện Linh. Hì hì, con xin lỗi ạ, con gọi Thiện Linh ra ngay đây. Đoàn Đoàn vừa nói vừa sờ hông, một cái đầu lâu to bằng nắm đấm xuất hiện trong tay. Sau đó ánh sáng lóe lên, đầu lâu hóa thành một đứa bé trai. Vẫn là dáng vẻ của Thiện Linh năm xưa, không thay đổi chút nào.
Thiện Linh bái kiến lão chủ nhân. Sinh Linh vẫn lạnh lùng tà khí, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hai mắt lập tức sáng ngời, quỳ xuống hành lễ. Dương Bách Xuyên vung tay nâng Thiện Linh dậy, vô cùng vui mừng nói, tốt tốt tốt, Thiện Linh à, bao năm qua ngươi vất vả rồi. Nhờ phúc của lão chủ nhân, tiểu chủ nhân đối xử với Thiện Linh rất tốt, công lực không suy giảm. Thiện Linh đứng dậy, trả lời. Tình hình hiện tại của Thiện Linh ra sao, thật ra Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấu. Dù sao Thiện Linh cũng là linh dị loại trong trời đất, không giống bình thường. Ngoài ngoại hình không có gì thay đổi so với hồi xưa ra, Dương Bách Xuyên cảm thấy Thiện Linh càng thêm tà khí, nghiêm nghị. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn định nghĩ cách tăng cường tu vi thực lực cho Thiện Linh, nhưng bây giờ xem ra không cần lo lắng. Có gặp khó khăn gì trong tu luyện không? Dương Bách Xuyên vẫn hỏi han. Thiện Linh cung kính trả lời, lão chủ nhân yên tâm, Thiện Linh có năng lực bảo vệ tiểu chủ nhân. Dường như Thiện Linh hiểu được suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, hắn nói như vậy ý là không có gì khó khăn. Tốt lắm, có ngươi ở bên đoàn đoàn, ta cũng yên tâm. Ngươi là dị linh thiên địa, nói thật là ta không thể giúp gì cho việc tu luyện của ngươi, sau này ngươi chung sống với đoàn đoàn thật tốt, tương lai ắt không thiếu một phần cơ duyên. Xem như Dương Bách Xuyên đưa ra một lời hứa hẹn với Thiện Linh. Thiện Linh cảm ơn lão chủ nhân, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng bảo vệ tiểu chủ nhân. Xin lão chủ nhân cứ yên tâm. Thiện Linh cũng hứa hẹn với Dương Bách Xuyên. Vậy thì tốt, Dương Bách Xuyên mỉm cười gật đầu. Hắn vung tay lên, 10 vò rượu xuất hiện. Sau đó, hắn nói với Thiện Linh và đoàn đoàn, đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu khỉ, các ngươi chia đôi đi, chắc hẳn nó sẽ có ích cho việc tu luyện. Nhớ là phải chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng. Cảm ơn phụ thân. Cảm ơn lão chủ nhân. Đoàn đoàn và Thiện Linh cảm ơn. Tiếp theo. Dương Bách Xuyên nhìn cô con gái Viên Viên. Viên Viên cười khanh khách, vươn tay lấy chiếc kẹp tóc thủy tinh trên đầu, cầm nó trong tay và nói, trùng tử ra ngoài đi, phụ thân của ta muốn gặp ngươi. Một giây sau, chiếc kẹp tóc trong tay tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà, lập tức sống dậy. Đây chính là Linh Trùng Nhân Diện, vua của Linh Trùng, thành tựu tương lai cũng vô hạn. Trước đây sư phụ từng nói sau này Linh Trùng Nhân Diện sẽ là tồn tại giống như đến vương trong loài trùng. Bái kiến lão chủ nhân, giọng nói trong trẻo của trùng tử vang lên chào hỏi Dương Bách Xuyên. Qua vài phút, Dương Bách Xuyên gật đầu hài lòng, tặng cho trùng tử và Viên Viên 10 bình mật ong và 2 viên tinh thể mật ong lấy từ vườn hoa của Lam Tâm. Tình huống của trùng tử giống với Thiện Linh, những năm qua đều đang trưởng thành, khế ước với Viên Viên đã cao hơn khế ước với hắn hồi trước, vì vậy Dương Bách Xuyên rất yên tâm. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn cháu ngoại tiểu Mạn Mạn, Mạn Mạn à. Cứu cứu biết tình huống của yêu vương Tiểu Bạch, con cứ chịu khó chờ đợi, thành tựu của Tiểu Bạch trong tương lai sẽ không kém đâu. Cứu cứu cho con 10 vò rượu quỳnh tương, 10 bình mật ong và 10 viên tinh thể mật ong, như vậy cũng đủ cho yêu vương Tiểu Bạch tiến hóa lên cấp bậc thiên yêu rồi. Sau này con hãy chăm chỉ tu luyện, không được đi khắp nơi gây họa đã biết chưa? Dương Bách Xuyên rất thương yêu cô cháu gái này, tặng đồ còn nhiều hơn con trai và con gái của mình. Tiểu Mạn Mạn cười tươi như hoa. Gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, cảm ơn cứu cứu. Người yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của cứu cứu, hì hì. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Mạn Mạn, cảm thấy nhức đầu. Từ nhỏ cô cháu gái này đã được cả nhà yêu thương, nhất là bà nội, hình thành nên tính cách có gọi là tiểu ma nữ cũng không quá đáng, bảo con bé sửa đổi e là không dễ. Nhưng hắn vẫn không nhìn được dặn dò, con là đại tỷ, sau này phải chăm sóc đệ đệ muội muội, có nghe không? Tiểu Mạn Mạn lập tức khí phách nói, cứu cứu yên tâm, kẻ nào dám bắt nạt đệ đệ muội muội, con sẽ rút gân lột ra kẻ đó, chặt đầu làm cầu đá, băm làm nhân bánh bao. Dừng dừng dừng, thôi thôi, cứu cứu biết rồi. Dương Bách Xuyên nghe mà sắc mặt đen xì, ngắt lời Tiểu Mạn Mạn. Tiếp theo, hắn nhìn đứa con trai nhỏ chín chắn Dương Tinh Phó, Tinh Nhi à, vi phụ nợ con nhiều nhất, hôm nay vi phụ sẽ ban cho con một vật, con có dám xin không? Quả thật Dương Bách Xuyên rất hổ thẹn với đứa con trai Dương Tinh Phó, bởi vì hắn không tham dự vào tuổi thơ của Dương Tinh Phó. Từ trải nghiệm của bản thân, Dương Bách Xuyên biết là tuổi thơ của đứa trẻ quan trọng cỡ nào, vì vậy hắn rất hổ thẹn. Về phần Dương Tinh Phó, lúc này nghe phụ thân Dương Bách Xuyên nói vậy, trong mắt hắn lóe lên tia sáng, nhưng tính cách hắn chững chạc, mà nói đúng hơn là quá chín chắn, biết rõ phụ thân sẽ cho mình thứ tốt nhưng hắn không vui vẻ nhảy nhót như ca ca đoàn đoàn và tỷ tỷ Viên Viên. Hắn ngoan ngoãn trả lời, con nghe theo sắp xếp của phụ thân. Câu trả lời này hợp quy củ, ổn thỏa.
Nhưng, Dương Bách Xuyên không hài lòng. Thậm chí hắn càng thêm hổ thẹn. Hắn biết đó là do tính cách của Dương Tinh Phó, mà tính cách của một người bị ảnh hưởng bởi môi trường sống từ nhỏ. Dương Tinh Phó ra đời ở trái đất, người làm phụ thân là hắn lại không ở bên, mẫu thân Âu Dương Ngọc Thanh dạy dỗ. Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh xuất thân là giáo viên, dưới sự dạy dỗ của nàng, Dương Tinh Phó đánh mất rất nhiều thú vui tuổi thơ. Cộng thêm không có phụ thân bên cạnh, thậm chí từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân một lần. Sau khi trưởng thành, Dương Tinh Phó tiếp quản tập đoàn Vân Kỳ khổng lồ và Vân Môn, dẫn tới hắn không thể không chín chắn, lâu dần làm gì nghĩ gì cũng phải cân nhắc suy tính trước. Vốn dĩ có thể coi đây là chuyện tốt, nhưng Dương Bách Xuyên biết điểm này không tốt đối với người tu chân. Con đường tu hành là tu tâm, con trai Dương Tinh Phó đã vô tình đeo thêm cho mình rất nhiều gông xiềng. Đây không phải là chuyện tốt trong tu luyện. Lúc này, nếu đổi thành ba người Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tiểu Mạn Mạn, thì bọn họ đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng Dương Tinh Phó lại nghiêm túc trả lời là nghe theo sắp xếp của phụ thân. Quá chín chắn, hệt như ông cụ non. Chính vì vậy Dương Bách Xuyên muốn làm chút gì đó cho con trai Dương Tinh Phó. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, Tinh Nhi à, hôm nay phụ thân nói với con điều này, con phải ghi nhớ trong lòng. Vâng ạ, Dương Tinh Phó nghiêm túc gật đầu. Vi phụ muốn nói, thân là tu sĩ, là con trai của Dương Bách Xuyên ta, thì con không cần lo nghĩ quá nhiều, sau này con hãy chung sống hòa thuận với các ca ca tỷ tỷ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng giống như ông cụ non. Tu hành là tu tâm, nghe theo tiếng lòng đi. Con muốn cái gì thì cứ nói ra, không cần phải e dè gì hết. Con muốn làm gì thì cứ làm, ở Vân Môn tiên cảnh sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản con hay dám ngăn cản con. Cho dù con gây họa tại trời, vi phụ sẽ giúp con chống đỡ. Dương Bách Xuyên nói đến đây, mấy người Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tiểu Mạn Mạn và Âu Dương Nhạc Nhạc đều trợn tròn mắt thành hình chữ O. Phụ thân đại nhân nuông chiều đệ đệ quá trời. Có ai dạy con như vậy không? Bốn người khác đều trợn trắng mắt. Thậm chí còn hơi ghen tị. Đây là đang thiên vị Dương Tinh Phó đấy. Ngay cả Dương Tinh Phó cũng tai nghe lòng chấn động, không rõ ý của phụ thân. Dương Bách Xuyên chú ý tới biểu cảm của mấy đứa con, khẽ mỉm cười nói, tất nhiên ta nói những lời này không phải xúi dục cho đi làm chuyện xấu vô đạo đức. Mà là muốn nói với con một chữ tâm, nghe theo tiếng lòng mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành. Trong đám huynh muội các con có thiên phú tốt nhất. Nhưng nếu con không thay đổi tính cách của mình, thì tương lai sẽ dẫn phát tâm ma, đây mới là điều đáng sợ nhất. Con đã hiểu chưa? Giờ khắc này, trong đầu Dương Tinh Phó nổ ầm, cuối cùng hắn đã hiểu ý của phụ thân. Có cảm động, cũng có cảm ngộ. Cảnh giới đột phá tu vi, bước vào cảnh giới hợp thể. Đúng như phụ thân nói, hắn làm việc quá đặt nặng tâm tư, suy nghĩ quá nhiều, không có lợi cho tu hành. Nhưng đây là thói quen đã hình thành ở trái đất, bởi vì hồi ở trái đất, hắn phải quản lý tập đoàn Vân Kỳ, suốt ngày giao tiếp với đủ loại thương nhân và giao tiếp với người phàm, không tránh khỏi chữ tục, tâm tư nặng nề, làm việc gì cũng phải nghĩ thêm một tầng, thậm chí nhiều tầng. Điều này đã trở thành thói quen. Sau khi đến tu chân giới, hắn vẫn chưa bỏ được thói quen này. Bây giờ hắn hiểu rồi, mình đã là người tu chân, không còn là người phàm nữa. Mặc dù người tu chân xuất thân là người phàm, suy cho cùng vẫn là người phàm, nhưng vẫn có khác biệt. Người tu chân có thể sống mấy trăm mấy nghìn năm, thậm chí phi thăng thành thiên, bất tử bất diệt. Còn người phàm thì không, đây là sự khác biệt. Dương Tinh Phó biết mình không thể coi mình là người phàm nữa, mà phải coi là người tu chân. Chỉ trong nháy mắt cảnh giới đã tăng lên, suy nghĩ đã rõ ràng, cũng nhìn rõ ràng, Dương Tinh Phó đã bước ra khỏi thế giới phàm tục. Hắn nở nụ cười. Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười. Quả nhiên đứa con trai này có ngộ tính thiên phú tốt nhất. Dương Bách Xuyên quay trở lại đề tài vừa nãy, hỏi Dương Tinh Phó một lần nữa, Tinh Nhi, vi phụ ban cho con một thứ, con có dám xin không? Lúc này hai mắt Dương Tinh Phó sáng ngời, khí chất toàn thân cũng thay đổi, tâm hồn đổi khác. Nếu nói trước đây khí tức trên người hắn trầm lắng như nước hồ, thì hiện tại khí tức mà hắn bộc lộ ra là sóng lớn cuồn cuộn gầm gào, tràn đầy phấn chấn và nhuệ khí. Dương Tinh Phó nhìn Dương Bách Xuyên, trả lời, thưa phụ thân, con dám ạ. Hơn nữa, con muốn xin châu thần ngũ sắc bên cạnh phụ thân làm linh sủng của con. Lần này đến lượt Dương Bách Xuyên sững sờ. Con trai có thể hiểu ý hắn, tính cách trở nên cởi mở, có thể đột phá cảnh giới, đây là chuyện tốt. Nhưng, thứ hắn định tặng Dương Tinh Phó không phải là châu thần ngũ sắc.
Châu thần ngũ sắc là tiên sủng tương đương tán tiên tứ chuyển, hơn nữa nó không có khế ước thần hồn với hắn, giữa hắn và châu thần ngũ sắc chỉ có quan hệ hợp tác hữu nghị. Bây giờ con trai đưa ra yêu cầu muốn để châu thần ngũ sắc làm tiên sủng, hắn phải làm sao mới ổn đây? Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được nếu hắn đề nghị châu thần ngũ sắc làm tiên sủng của con trai, liệu con châu cả lăm kia có trở mặt hay không? Nhưng vừa rồi hắn đã chém gió banh nóc với con trai, nếu không làm được thì đúng là tự vả vào mặt mình. Nhất thời tên họ Dương nào đó hơi bối rối. Khụ khụ khụ, à thì, vi phụ đồng ý, con chờ ta thông báo là được. Cuối cùng tên họ Dương nào đó vẫn mở lời đồng ý. Dương Tinh Phó vui mừng, cảm ơn phụ thân. Tốt, tốt, tên họ Dương nào đó gượng gạo đồng ý. Sau đó, hắn nhìn Âu Dương Nhạc Nhạc, lần này hắn rất sợ lại xảy ra vấn đề, bèn dứt khoát vung tay, trong tay xuất hiện một chiếc chuông cổ. Dương Bách Xuyên nói với Âu Dương Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc à, cái này tên là chuông trấn hồn, vốn là pháp khí cường đại, vi phụ phải tôi rèn qua một lần mới có thể cho con sử dụng. Nếu đấu với người cùng cảnh giới, sau khi rung chuông, chuông tấn công nguyên thần, con sẽ đứng ở thế bất bại. Tu vi của con hơi yếu, vì vậy sau này con phải chăm chỉ tu luyện, không được lơ là. Ta hy vọng một ngày nào đó huynh muội các con đều phi thăng thành tiên. Cảm ơn cha, sau khi Âu Dương Nhạc Nhạc tháo gỡ khúc mắc với Dương Bách Xuyên, tính cách rất sáng sủa, là người có tâm cảnh tốt nhất trong mấy đứa trẻ. Nàng gọi cha rất thân thiết, vô cùng vui vẻ nhận chuông trấn hồn. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng thầm vui vẻ, tuy hắn không tặng linh sủng cho Âu Dương Nhạc Nhạc, nhưng chuông trấn hồn là pháp khí chân chính, không biết hồi xưa ma đầu đại tôn lấy đâu ra bảo vật này. Năm đó khi hắn đi cứu bộ Thanh Mai, hắn đã cướp đoạt chuông trấn hồn. Tuy nhiên món đồ này chuyên tấn công thần hồn, khá là hiểm độc, vì vậy Dương Bách Xuyên vẫn luôn đặt trong không gian bình càn khôn chẳng dùng đến. Bây giờ vừa hay hắn tặng cho Âu Dương Nhạc Nhạc sử dụng. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói, ta dặn dò mấy đứa các con câu này, tất cả phải nhớ kỹ cho ta. Đột nhiên hắn trở nên nghiêm nghị khiến năm đứa con chấn động. Đoàn đoàn nghiêm túc vểnh tai lắng nghe. Phụ thân Dương Bách Xuyên không hay tức giận, nhưng một khi nghiêm lên thì bọn họ đều sợ hãi. Năm đứa các con nhớ cho kỹ, sau này nhất định phải đoàn kết, tương thân tương ái, huynh muội giúp đỡ lẫn nhau, đứa lớn chăm sóc đứa bé, đứa mạnh che chở đứa yếu, không được nảy sinh khoảng cách giữa các huynh muội. Nếu không, vi phụ mà biết thì sẽ phạt nặng, các con đã nhớ chưa? Giờ phút này Dương Bách Xuyên thể hiện dáng vẻ phụ thân nghiêm khắc. Con nhớ rồi à? Năm người nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, các con giải tán đi. Sau khi đuổi mấy đứa trẻ đi, tên họ Dương nào đó nhức đầu biến mất trong tiểu viện, sau đó xuất hiện trong một phủ đệ Thanh Ngưu của Vân Môn Tiên Cảnh. Hắn đến đây không phải tìm Thanh Ngưu, mà là tìm châu thần ngũ sắc. Kể ra thì châu thần ngũ sắc cũng là châu, cho nên nó sống trong phủ Thanh Ngưu. Mà châu thần ngũ sắc là tiên sủng, cũng tính là thuộc Ngưu tộc, vì vậy Thanh Ngưu rất kính trọng tên cả lăm này, sắp xếp tiểu yêu trong phủ hầu hạ đối phương. Châu thần ngũ sắc cảm thấy rất thoải mái. Nó vốn thích ăn thích ngủ, giờ có một đám tiểu yêu hầu hạ, cảm thấy quá đã nên dứt khoát sống lâu dài trong phủ Thanh Ngưu luôn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đến tìm châu thần ngũ sắc tất nhiên là muốn nghĩ cách thuyết phục châu thần ngũ sắc làm tiên sủng của con trai Dương Tinh Phó. Nhưng hắn không biết mở lời thế nào. Đến trước cổng lớn phủ Thanh Ngưu, hai tên đại yêu trông cửa vừa định quát lớn, kẻ nào lớn mật dám đến trước cửa phủ của Thanh Ngưu đại soái. Sau khi thấy rõ, lập tức sững sờ, quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Hai đại yêu vẻ mặt cuồng nhiệt. Dương Bách Xuyên rất hưởng thụ ánh mắt này, vung tay ra hiệu hai đại yêu đứng dậy, tên cả lăm có ở đây không? Hồi bẩm thánh chủ, châu thần đại nhân đang ở thần Ngưu Điện, thuộc hạ sẽ đưa thánh chủ đến đó. Một đại yêu nói. Thần Ngưu Điện, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Đúng vậy thánh chủ, Thanh Ngưu đại soái đặc biệt xây dựng cho châu thần đại nhân một cung điện. Đại yêu trả lời. Hai đại yêu này đều là yêu tu năm đó theo Dương Bách Xuyên rời khỏi Tinh Hải đến đây, đều sùng bái cuồng nhiệt Dương Bách Xuyên, ngày thường rất khó gặp vị thánh chủ đại nhân này, bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, vô cùng vui vẻ. Dương Bách Xuyên mỉm cười, đưa cho hai người hai bình rượu khỉ quỳnh tương ngọc dịch. Cái này ban cho các ngươi, lúc tu luyện hãy dùng nó, mong các ngươi sớm ngày bước vào cấp bậc thiên yêu, cống hiến cho Vân Môn, bảo vệ Vân Môn. Đa tạ thánh chủ. Đa tạ thánh chủ, hai đại yêu vô cùng vui mừng, bọn họ biết đồ thánh chủ ban cho đều là bảo vật, hơn nữa nghe thánh chủ nói vậy, có nghĩa là đồ trong bình này có thể giúp bọn họ thăng lên thiên yêu, đương nhiên là mừng như điên.
Dương Bách Xuyên phất tay nói, được rồi, lui xuống đi, Thanh Ngưu đến rồi, để hắn đưa ta đến đó là được. Vâng, thuộc hạ cáo lui, hai đại yêu lui xuống. Cung nghênh thánh chủ, thuộc hạ đến muộn. Thanh Ngưu biến thành một tia sáng xanh vội vàng đến hành lễ, có chút sợ hãi. Tuy rằng phủ của Thanh Ngưu, Tử Hoàng, Khổng Tước và Chuột Vương nằm ở bốn phía của Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng Dương Bách Xuyên chưa từng đến, đây là lần đầu tiên. Thanh Ngưu vừa cảm nhận được liền vội vàng chạy tới đây. Có chút kinh sợ. Không cần đa lễ, ta đến tìm tên Cả Lăng kia, hắn thế nào rồi? Dương Bách Xuyên cười hỏi Thanh Ngưu. À, Châu Thần đại nhân ăn ngon ngủ cũng ngon. Thanh Ngưu ngượng ngùng trả lời, Châu Thần ngũ sắc lựa chọn phủ của Thanh Ngưu, cũng không xem hắn ta là người ngoài, Thanh Ngưu cũng bất lực, nhưng hết cách rồi, Châu Thần ngũ sắc là tiên sủng chân chính, lại do Dương Bách Xuyên đưa đến. Hơn nữa ngày đó khi hai thế lực chính ma xâm nhập Vân Môn cũng đã ra sức rất lớn, nên Thanh Ngưu chỉ có thể xem Châu Thần ngũ sắc như ông nội mà đối đãi. Dương Bách Xuyên thấy Thanh Ngưu có chút bất đắc dĩ liền biết Châu Thần ngũ sắc đã trở thành đại gia ở phủ của Thanh Ngưu rồi. Liền nói, đi thôi, hôm nay nói không chừng ta và Châu Thần ngũ sắc sẽ nói một vài lời không thoải mái, ngươi để các tiểu yêu trong phủ ra ngoài trước đi, tránh bị ảnh hưởng. Thanh Ngưu nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, nhất thời lộ ra sát khí. Lạnh giọng nói, Thánh chủ, Châu Thần đã làm chuyện gì ảnh hưởng đến Thánh chủ sao? Đối với Thanh Ngưu mà nói, trong lòng hắn ta Dương Bách Xuyên luôn là số một, nghe lời Châu Thần ngũ sắc là một chuyện, nhưng nếu Châu Thần ngũ sắc làm gì bất lợi cho Dương Bách Xuyên, hắn ta nhất định là người đầu tiên đứng ra giết Châu Thần ngũ sắc. Hắn ta không tiếc. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Ngưu nói vậy cũng sửng sốt, sau khi phản ứng lại cũng cảm động, Thanh Ngưu thuộc nhóm đại yêu theo hắn ra ngoài năm đó, là thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Nhưng hắn cũng biết Thanh Ngưu đã hiểu lầm rồi, cười nói con trai hắn Dương Tinh Phó muốn Châu Thần ngũ sắc làm linh sủng đồng hành cho Thanh Ngưu nghe, cũng nói hắn và Châu Thần ngũ sắc quả thực là mối quan hệ tương trợ, hắn không sử dụng nước sinh mệnh để thu phục Châu Thần Ninh Xu sắc. Hơn nữa Dương Bách Xuyên biết, trước khi Bình Càn Khôn thăng cấp tiến hóa, nước sinh mệnh sẽ không có tác dụng với Châu Thần ngũ sắc, nói cách khác là không có tác dụng với sinh linh của tiên giới. Vì vậy lần này hắn tới là chuẩn bị thương lượng với Châu Thần ngũ sắc, nhưng vì đã hứa với con trai Dương Tinh Phó, cho dù phải dùng vũ lực với Châu Thần ngũ sắc hắn cũng không tiếc. Thánh chủ, hay là để ta tập họp các huynh đệ, nếu Châu Thần không đồng ý, vậy chúng ta đánh hắn, không tin hắn không đồng ý, hơn nữa có thể làm linh sủng với tiểu chủ nhân, đây là phúc khí của hắn. Thanh Ngưu cũng rất ngang ngược. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, đừng thô bạo như vậy, ta đến là để thương lượng, chỉ cần hắn chịu đi theo Tinh Nhi là được, chúng ta không bạo lực, không cần thiết phải cương. Đi thôi, ta đến điện Thanh Ngưu của ngươi trước, ngươi mời Châu Thần ngũ sắc đến đi. Dương Bách Xuyên nói. Vâng, Thanh Ngưu biến mất, đi mời Châu Thần ngũ sắc. Dương Bách Xuyên đến điện Thanh Ngưu chờ, tuy hắn và Châu Thần ngũ sắc không phải quan hệ chủ tớ, nhưng phải phân chủ yếu và thứ yếu. Dương Bách Xuyên là thánh chủ của Vân Môn, chỉ có thể để Châu Thần ngũ sắc đến gặp hắn chứ không phải hắn đến gặp Châu Thần ngũ sắc. Thậm chí là đến phủ Thanh Ngưu cũng đã là sự nhượng bộ của Dương Bách Xuyên rồi. Vì hy vọng có thể thỏa thuận thành công với Châu Thần ngũ sắc. Hắn ở đại điện khoảng hơn 10 phút, Thanh Ngưu mới đen mặt đi vào, phía sau là Châu Thần ngũ sắc đang lười biếng hùng hổ chửi rủa. Quả nhiên, Thanh Ngưu đi mời đại gia ngũ sắc của hắn ta không mấy thuận lợi. Nếu không với 10 phút, đừng nói là ở ngay trong phủ Thanh Ngưu, cho dù đi 10 vạn dặm cũng đã trở về rồi. Thanh Ngưu không vui đi tới, vừa định mở miệng lại bị Dương Bách Xuyên nheo mắt ngăn lại, ra hiểu đã biết. Vân tiểu tử tìm bổn tiên có việc gì? Quấy rầy bổn tiên ngủ. À không Thanh Tu, tên tiểu tử này có đạo đức không vậy? Châu Thần ngũ sắc lười biếng nói. Thanh Ngưu đứng bên cạnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Nghe giọng điệu của Châu Thần ngũ sắc, không hề kính nể Dương Bách Xuyên chút nào, vừa mở miệng là gọi tiểu tử, điều này khiến Thanh Ngưu sùng bái Dương Bách Xuyên một cách mù quáng vô cùng khó chịu với Châu Thần ngũ sắc. Tiên sủng thì hay lắm sao? Vân Môn ta có hơn 3 vạn thiên yêu. Dù ngươi là tiên sủng thì thế nào chứ? Thanh Ngưu nói thầm trong lòng. Nhưng Dương Bách Xuyên ngồi trên không nói gì, Thanh Ngưu cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ của Châu Thần ngũ sắc, sau đó cười nói, tên Cả Lăng, quấy rầy ngươi Thanh Tu rồi, nhưng hôm nay ta đặc biệt tới tìm ngươi là vì có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Có chuyện gì thì nói mau đi, bổn tiên còn phải quay lại với hai tiểu Mỹ. Khụ khụ, hai tiểu yêu để tu hành. Sau khi trận chiến ở Vân Môn kết thúc, Châu Thần ngũ sắc được cả Vân Môn tôn kính,
kính là vì đây là tiên sủng được Dương Bách Xuyên dẫn tới, cũng kính là vì hắn ta đã ra sức trong trận chiến ở Vân Môn. Đồ ăn thức uống, tiểu yêu nữ quay quanh, cuộc sống so với khi bị nhốt ở Lam Tâm Hoa Viên quả thực là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa không nghe ra trong giọng điệu của Dương Bách Xuyên có chút âm u. Chỉ có Thanh Ngưu đứng bên cạnh nhìn thấy đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng cùng với giọng điệu âm u của hắn, cả người run rẩy, hắn ta rất hiểu Dương Bách Xuyên, lúc này trong lòng cười lạnh, vui sướng khi thấy người gặp họa nói thầm, Châu ngu ngốc, lần này ngươi xui xẻo rồi. Sảng khoái, vậy ta nói thẳng, Dương Bách Xuyên tiếp tục cười nói, con trai ta Dương Tinh Phó rất thích ngươi, muốn ngươi làm linh thú của nó, không biết ý ngươi thế nào. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sau này linh đan linh quả đều sẽ đầy đủ. Cái gì, Châu thần ngũ sắc giống như mèo bị giẫm phải đuôi, kêu lên một tiếng, ý của ngươi là muốn bổn tiên làm linh sủng cho con trai ngươi. Ta nói này Dương Bách Xuyên, ngươi không lầm đó chứ. Lúc trước bổn tiên đi theo ngươi cũng không ký khế ước đồng hồn, con trai ngươi có bản lĩnh gì, tu vi gì. Xứng làm chủ nhân của bổn tiên sao? Chủ nhân của bổn tiên phải là cấp bậc tiên vương tiên giới. Ngươi nói xem con trai ngươi xứng sao? Lúc này giọng nói của Châu thần ngũ sắc dần trở nên kiêu ngạo, cao cao tại thượng, chỉ thiếu một câu, muốn làm chủ nhân của bổn tiên, đến Dương Bách Xuyên ngươi bổn tiên cũng không đặt vào mắt, lúc trước chỉ là đi theo ngươi kiếm cơm ăn thôi, con trai ngươi có năng lực gì mà xứng làm chủ nhân của bổn tiên? Ha ha ha! Dương Bách Xuyên phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng còn chảy nước mắt, tiếng cười của hắn vang vọng khắp Vân Môn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghe thấy tiếng cười của Dương Bách Xuyên, người nào hiểu hắn đều có thể nghe ra đây là tiếng cười tức giận, không hề có chút vui vẻ nào. Nhất thời, một đám người đi theo tiếng cười tới phủ Thanh Ngưu. Mà Thanh Ngưu nhìn Dương Bách Xuyên cười điên cuồng, trong lòng không nhịn được run lên, hắn biết Châu thần ngũ sắc đã hoàn toàn chọc giận thánh chủ đại nhân. Quả nhiên sau đó tiếng cười của Dương Bách Xuyên dừng lại. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Châu thần ngũ sắc, tỏa ra khí thế ngập trời. Cả đại điện bị khí tức mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên làm cho chấn động, một số đồ vật rơi xuống đất. Sát ý bao phủ cả điện Thanh Ngưu, khiến cho Thanh Ngưu đường đường là cao thủ phi thăng cảnh hậu kỳ cũng phải sợ hãi. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên nhìn xuống Châu thần ngũ sắc, giọng điệu không chút cảm xúc, con trai ta sau này sẽ không kém tiên vương. Dương Bách Xuyên lạnh giọng nói, không chút khách khí, sự khinh thường của Châu thần ngũ sắc đối với Dương Tinh Phó đã vượt quá giới hạn của hắn. Dương Bách Xuyên vốn cảm thấy mắc nợ con trai nên mới hạ thấp mình đến đây thương lượng với Châu thần ngũ sắc, hắn cũng cho rằng Châu thần ngũ sắc là tiên sủng, muốn nó trở thành linh sủng của con trai mình không quá thực tế, chỉ cần con Châu này đồng ý đi theo con trai hắn suốt ngàn năm là được. Nào ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Con Châu này mở miệng là khinh thường cha con hắn, còn dám hạ thấp con trai hắn như vậy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Thế nào gọi là ngông nghênh, chính là Châu thần ngũ sắc. Thế nào là không biết xấu hổ, chính là tên cà lăm này. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lúc trước Châu thần ngũ sắc đi theo hắn, cũng là vì nhìn chúng tu vi và thực lực của hắn, thân là tiên sủng, hắn ta cũng đã ra sức trong trận đại chiến ở Vân Môn, cho nên Dương Bách Xuyên đã cung cấp cho hắn ta đầy đủ, linh đan linh quả gì đó không thiếu. Ngược lại khiến cho Châu thần ngũ sắc nghĩ rằng bản thân vô cùng lợi hại không ai sánh bằng. Có thể nói sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của Châu thần ngũ sắc hoàn toàn phá hủy hình tượng của hắn ta trong lòng Dương Bách Xuyên. Như vậy những lời thuyết phục mà hắn đã chuẩn bị cũng trở nên vô dụng. Trong thế giới của người tu luyện, vũ lực là ưu tiên hàng đầu, ai có thực lực thì người đó được tôn trọng. Dương Bách Xuyên nhìn Châu thần ngũ sắc, nói tiếp, ngươi chẳng qua chỉ là một con nghiệt xúc bị Lam Tâm Tiên Vương vứt bỏ mà thôi, có phải linh sủng thật sự của Lam Tâm Tiên Vương hay không, e là chỉ có ngươi biết. Mà Dương Bách Xuyên ta đã nhận được truyền thừa thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương, cũng giống như người kế vị, gọi là chủ nhân của ngươi cũng không quá, trước kia ta quả thực xem trọng thực lực của ngươi, muốn ngươi đi theo giúp ta, nhưng cho đến bây giờ ta chưa dùng sức mạnh để cưỡng ép ngươi phục vụ ta. Dương Bách Xuyên ta bình thường đều nói lý, công bằng, nhưng hôm nay ngươi đã tự tay hất đổ phần công bằng của ta đối với ngươi, vậy thì ta cũng không cần cho ngươi công bằng. Ta cho ngươi ăn cho ngươi uống. Cho ngươi hưởng phúc hưởng lạc ở Vân Môn tiên cảnh, cũng không yêu cầu ngươi phải làm gì, kỳ thật cũng không ép ngươi làm linh sủng cho con trai ta, cùng lắm chỉ là bảo vệ nó 1000 năm, nhưng hiện giờ xem ra, trong mắt ngũ sắc đại nhân không có ánh sáng, chỉ có nước. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ, thế nào là ăn nhờ ở đậu,
thế nào là có ơn tất bảo, lão tử thu nhận ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi đi, còn khinh thường con trai ta, một con súc sinh như ngươi có tư cách gì khinh thường con trai của Dương Bách Xuyên. Xem xét sự cống hiến của ngươi đối với Vân Môn, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, chủ động ký khế ước thần hồn với con trai ta, nếu không hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là đồ mặt dày. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sát ý và vô cùng bá đạo. Mà Châu Thần Ngũ Sắc lúc này cũng giận dữ, nó đường đường là tiên thú, sao có thể so sánh với các sinh linh ở hạ giới chứ? Nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, Châu Thần Ngũ Sắc giống như nghe một câu chuyện cười, cười lạnh đáp, hừ. Dương Bách Xuyên ngươi mới phi thăng cảnh mà thôi, bổn tiên đường đường là tiên thú còn phải sợ ngươi sao? Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Chênh lệch giữa tiên nhân và tu sĩ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ngươi, còn muốn dùng vũ lực với bổn tiên, ngươi thử xem. Lời nói của Châu Thần Ngũ Sắc tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Lúc này tất cả đại yêu của Vân Môn đều đã tới Phủ Thanh Ngưu, nghe thấy cuộc đối thoại của Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc. Bọn họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Tinh Phó cũng theo các ca ca tỷ tỷ tới đây, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của Phụ Thân và Châu Thần Ngũ Sắc, hai mắt đỏ lên. Hóa ra phụ thân vì hắn mà trở mặt với Châu Thần Ngũ Sắc. Vừa định đi lên nói một câu không cần linh thú gì nữa, không muốn phụ thân khó xử. Nhưng lại bị các ca ca xung quanh giữ chặt nói, ha ha tiểu đệ đừng nóng vội, đừng lo, đệ quên mất ở dây là Vân Môn rồi sao, nếu phụ thân đã dám làm vậy, đương nhiên có cách xử lý con trâu này. Đệ nói xem xung quanh có ai đang đến, nghe con là thần thú Kỳ Lân, tiểu Phượng Hoàng lại là thần cầm, thú Vân Lôi là thiên địa dị thú. Còn có điều nhi mà phụ than thích nhất, bọn họ đều đến rồi, luận thân phận còn thua kém Châu Thần Ngũ Sắc sao. Con trâu này ỷ mình là tiên sủng nên không coi ai ra gì, để chờ xem đi, lát nữa người xui xẻo chính là con trâu này, huống hồ gì nhóm người tử hoàng cũng ở bên cạnh như hổ rình mồi. Nhưng mà, dù sao Châu Thần Ngũ Sắc cũng là tiên sủng thật sự, ít nhất cũng là cấp bậc tiên nhân, ta sợ phụ thân sẽ gặp bất lợi. Dương Bách Xuyên nói ra suy nghĩ trong lòng. Đoàn Đoàn cười quỷ dị nói, ha ha, đệ không hiểu lão cha của chúng ta rồi, lúc ông ấy ở phi thăng cảnh trung kỳ đã có thể đánh nhau với tán tiên cấp 4, bây giờ thì sao? Phụ thân đã nhảy qua ha tiểu cảnh giới đạt tới tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn. Còn Châu Thần Ngũ Sắc, ta nghe Mai Ma Ma nói rồi, Châu Thần Ngũ Sắc có thể xem như tiên nhân cấp thấp nhất, cũng giống như tán tiên cấp 4 mà thôi, cho dù mạnh hơn một chút thì cũng không mạnh bao nhiêu, đệ nghĩ hắn sẽ là đối thủ của phụ thân chúng ta sao? Ha ha. Cho nên bây giờ không cần lo lắng, cứ xem đi, hôm nay con trâu này phải chịu tội, ha ha. Đoàn Đoàn nói vậy để an ủi tiểu đệ Dương Tinh Phó, nhưng trong giọng nói quả thực vô cùng tự tin và sùng bái Dương Bách Xuyên. Nhưng những đứa nhỏ này nói cũng có lý. Đám người Triệu Nam đứng xa xa nghe bọn họ nói chuyện, Tử Hoàng cười nói, Đoàn Đoàn thiếu gia nhìn thì tùy tiện nhưng cũng là người thận trọng, phân tích thực lực của thánh chủ chính xác như vậy. Còn không phải sao, đứa nhỏ này rất thông minh. Các đại yêu cười cười nói, khen ngợi các con trai của Dương Bách Xuyên, khiến cho Triệu Nam, Viên Kim Phượng và Âu Dương Ngọc Thanh làm mẹ cũng nở mày nở mặt, trên đời này có người mẹ nào không thích con trai mình được khen chứ. Cho dù là Lâm Hoan, Độc Cô Vô Tình cũng vui vẻ theo, tuy bọn họ không có con, nhưng đã hoàn toàn xem Đoàn Đoàn Dương Tinh Phó là con trai mình, thân thiết còn hơn cả mẹ ruột. Nhất thời đám người ở ngoài đại điện đều bắt đầu nghị luận. Không ai lo lắng Dương Bách Xuyên không thu phục nổi Châu Thần Ngũ Sắc, dù sao mọi người cũng chỉ đang xem náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đều hiểu Dương Bách Xuyên. Chỉ là một con Châu Thần Ngũ Sắc mà thôi, đến cả tiên thú, thậm chí là thần thú không phải đều đi theo Dương Bách Xuyên rồi sao? Chẳng qua là chênh lệch chút về thực lực thôi, nhưng thần thú bên cạnh Dương Bách Xuyên đều đang trong giai đoạn trưởng thành, sau này trưởng thành thì sẽ không thể lường được. Lúc này mấy thần thú bên cạnh Dương Bách Xuyên đã vô cùng khó chịu. Vô cùng khinh thường Châu Thần Ngũ Sắc. Nghe con lên tiếng, một con trâu ngu xuẩn mà thôi, kiêu ngạo cái rắm. Ngươi, to gan. Muốn đánh nhau à, đến đây nghe con nóng lòng muốn đánh, nó đã khó chịu với con trâu này từ lâu rồi. Lui ra Dương Bách Xuyên phất tay ra hiệu nghe con và Điêu Nhi không được động thủ. Sau đó híp mắt nhìn Châu Thần Ngũ Sắc nói, hôm nay để người tu chân là ta lĩnh hội bản lĩnh của tiên thú như ngươi một chút. Muốn dùng vũ lực ép bổn tiên khuất phục sao? Nằm mơ đi, Châu Thần Ngũ Sắc vẫn cứng miệng như trước. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đột ngột giơ tay ra, hắn cũng không dùng đồ long kiếm mà trực tiếp giơ nắm đấm đánh về phía Châu Thần Ngũ Sắc.
Bây giờ hắn đã đạt tới phi thăng cảnh đại viên mãn, đúng lúc có thể kiểm tra thử thực lực xem đã đạt tới mức nào rồi. Hôm nay châu thần ngũ sắc đã thành công chọc giận hắn. Châu thần ngũ sắc thấy Dương Bách Xuyên đánh ra một quyền, trong lòng vô cùng khinh thường, cũng chỉ giơ một chân trước lên để đánh lại quyền của Dương Bách Xuyên. Răng rắc, ngao. Sau khi nắm đấm của Dương Bách Xuyên va chạm với châu thần ngũ sắc, vẻ mặt châu thần ngũ sắc lập tức đại biến, sau đó nó mới biết mình đã sai rồi. Sức mạnh từ cú đấm của Dương Bách Xuyên nghiền nát nó mấy lần. Cùng với tiếng nổ vang, tiếng răng rắc, chân trước của châu thần ngũ sắc bị gãy, kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó Dương Bách Xuyên tiến về phía trước. Lúc này châu thần ngũ sắc nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục tiên lực toàn thân, nó muốn dạy cho Dương Bách Xuyên một bài học. Nhưng ngay lúc này chỉ nghe Dương Bách Xuyên thốt lên một câu, phương thốn càn khôn. Ngay sau đó một sức mạnh quen thuộc phủ lên người nó, châu thần ngũ sắc rất quen thuộc với sức mạnh này, nó hiểu rõ hơn ai hết. Sức mạnh này là sức mạnh pháp tắc phương thốn càn khôn đặc trưng của Lam Tâm Tiên Vương. Châu thần ngũ sắc sợ hãi, vội vàng hét lên, dừng dừng dừng, ta đầu hàng. Con châu này đi theo Lam Tâm Tiên Vương, ít nhất cũng vô cùng hiểu rõ sức mạnh pháp tắc phương thốn càn khôn. Nhưng nó quên mất Dương Bách Xuyên đã kế thừa lại, mấu chốt là hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên đã tu luyện được nó, khiến cho châu thần ngũ sắc cảm thấy sợ hãi. Châu thần ngũ sắc biết có phương thốn càn khôn, nó tuyệt đối không thể thắng được Dương Bách Xuyên, hơn nữa sức mạnh vừa rồi của Dương Bách Xuyên đã mạnh hơn nó rồi, nên nó vội vàng kêu dừng, muốn nhượng bộ. Nhưng mà, chỉ nghe Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, bây giờ nhận thua cũng muộn rồi. Vừa dứt lời. Dương Bách Xuyên liền gơ nắm tay lên, không chút khách khí nện xuống châu thần ngũ sắc. Một tay dùng phương thốn càn khôn áp chế châu thần ngũ sắc, một tay không ngừng đấm nó. Growl, giống giống giống. Cả vân môn đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của châu thần ngũ sắc. Nắm đấm của Dương Bách Xuyên không hề nương tay, hắn thật sự xem châu thần ngũ sắc thành bao cát, cứ thế đánh tơi bời. Cho ngươi đắc ý, đánh không chết được ngươi. Bịch bịch bịch, ầm ầm ầm. Cứu mạng, cứu mạng. Muộn rồi, hôm nay lão tử đánh cho ngươi nổ tung. Dương Bách Xuyên tiếp tục đánh không thương tiếc. Châu thần ngũ sắc vốn béo như lợn bỗng nhiên bị Dương Bách Xuyên đánh đến thu nhỏ lại. Nhưng nói thật, sức chống trả của con hàng này vô cùng cường hãn, tuy miệng kêu oai oái nhưng không thương tổn bao nhiêu. Dương Bách Xuyên đánh nó không hề nương tay. Một lúc sau, cuối cùng châu thần cũng chấp nhận số phận, đừng đánh nữa, Dương Thánh Chủ. Dương đại gia đừng có đánh nữa thì ta nổ tung thật đấy, tiểu Ngưu đồng ý ký kết khế ước thần hồn, suốt đời phù tá tiểu chủ nhân, đừng đánh nữa mà, growl. Bịch, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng dừng tay. Lúc này châu thần ngũ sắc giống như một bãi bùn nhão bị cú đấm cuối cùng của Dương Bách Xuyên đánh bay ra góc đại điện. Đáng đời, cho người CMN giả vờ, lão tử đường đường là kỳ lân cũng không dám giả vờ trước mặt thánh chủ, một tiên thú còn con như ngươi, nói linh tinh cái gì. Sớm đồng ý làm linh sủng của tiểu thiếu gia có phải xong rồi không? Châu thần ngũ sắc vừa vặn rơi xuống cạnh ngé con, bị ngé con nói móc. Chi chi chi. Trồn nhi ngồi xổm trên đầu ngé con, kêu như cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, châu thần ngũ sắc ngay cả rắm cũng không dám thả, nó xem như biết được thực lực thật sự của Dương Bách Xuyên, dù có nhân hai nó lên thì cũng bị Dương Bách Xuyên đánh tơi bời, sớm biết thế thì đồng ý ngay từ đầu, đỡ phải bị đánh. Cùng lúc đó, bên trong đại điện Vân Môn, thần Phượng bà bỗng nhiên mở hai mắt, lẩm bẩm nói, thực lực của tiểu tử này đã đạt tới bước có thể đánh nhau với châu thần ngũ sắc, tuổi còn nhỏ quả nhiên là hiếm thấy, phi thăng cảnh vô địch, chẳng trách vị tiền bối nào đó xem trọng hắn như vậy. Trong thần thức của mình, thần Phượng bà đương nhiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh châu thần ngũ sắc, tự lẩm bẩm Dương Bách Xuyên là bất khả chiến bại ở phi thăng cảnh, có thể ra tay đánh được châu thần ngũ sắc. Bên ngoài đại điện phủ Thanh Ngưu, ánh mắt của rất nhiều người Vân Môn đều sáng lên, nhìn Dương Bách Xuyên đầy sùng bái. Bên trong điện, Dương Bách Xuyên vẫy vẫy cái tay đánh châu thần ngũ sắc tới tê dại, hắn nhếch miệng bước từng bước đi tới trước mặt châu thần ngũ sắc, không thể không thừa nhận, con hàng này nhìn to béo như heo, nhưng thật sự rất chịu đòn, năng lực phòng ngự cường hãn. Đứng dậy đi, đừng có giả chết, còn đợi lão tử đánh ngươi tiếp à. Lúc này, giọng điệu của Dương Bách Xuyên không hề tốt đẹp. Ngay sau đó, châu thần ngũ sắc cào nhào bò dậy, nó ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ sợ hãi. Quá CMN bắt nạt châu, người này muốn đánh châu tới chết. Châu thần ngũ sắc vô cùng ngoan ngoãn,
không dám kiêu ngạo nữa. Chủ nhân tha mạng, Châu Thần cúi đầu, dứt khoát nhận chủ. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh với Châu Thần ngũ sắc, khi hắn quay đầu nhìn con trai Dương Tinh Phó thì gương mặt lạnh như băng lập tức hóa thành hớn hở, Tinh Nhi qua đây. Hôm nay, cuối cùng Dương Tinh Phó cũng nhìn thấy sức mạnh của cha mình, hắn đi tới với ánh mắt cực kỳ sùng bái. Bắt đầu đi, còn đợi lão tử ra tay à? Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với Châu Thần ngũ sắc. Châu Thần ngũ sắc đương nhiên biết Dương Bách Xuyên muốn nó giao ra nguyên thần bản mệnh để ký khế ước thần hồn với Dương Tinh Phó, trở thành thiên sủng của Dương Tinh Phó. Mang theo oan ức không gì sánh được, Châu Thần ngũ sắc cắn răng, một nguyên thần dài 3 tấc bay ra từ mi tâm, đây chính là phiên bản thu nhỏ của nó đang bay về hướng mi tâm của Dương Tinh Phó. Tinh Nhi yên tâm đi, con hàng này không dám lộn xộn, con nhận lấy ấn ký nguyên thần căn nguyên của nó, sự sống chết của nó sẽ cho con nắm giữ, nhớ kỹ. Nếu sau này con hàng này không chịu nghe lời thì có thể thẳng tay hủy đi nguyên thần của nó. Dương Bách Xuyên không kiêng dè nói. Cảm ơn cha, Dương Tinh Phó vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy nguyên thần bổn nguyên của Châu Thần ngũ sắc. Khế ước thần hồn đã được hoàn thành. Châu Thần ngũ sắc trở thành linh sủng của Dương Tinh Phó, sự sống chết của nó đều nằm trong tay hắn ta. Dương Bách Xuyên xem như đã hoàn thành lời hứa với con trai. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhìn về phía Âu Dương Ngọc Thanh. Lúc này, hai mắt Âu Dương Ngọc Thanh đỏ hoe, nàng thấy Dương Bách Xuyên không hề thiên vị với đứa con nào, ai cũng được đối xử bình đẳng. Nhưng hôm nay, Dương Bách Xuyên lại thể hiện sự cưng chiều với đứa con trai Dương Tinh Phó này. Giải tán hết đi, Dương Bách Xuyên cười cười, nói với đám người đang vây quanh. Sau khi mọi người rời đi, Dương Bách Xuyên mới chậm rãi đi ra khỏi phủ Thanh Ngưu, hắn muốn đi xem Vân Môn tiên cảnh. Vân Môn tiên cảnh rất nhỏ nhưng cũng rất lớn. Bán kính 10 vạn dặm. Dương Bách Xuyên đã buông lỏng kiểm soát các đệ tử, dù sao thì nơi này đã cho phép Vân Môn tiên cảnh mở sân tu luyện. Đi mãi không mục đích, hắn cảm giác bản thân rất thoải mái. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên nghe được âm thanh quen. Phụt phụt. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Một luồng ánh sáng vàng bay từ trên trời xuống. Chiêm huynh. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, Chiêm Khánh Nhân bay từ một ngọn núi tới đây. Vân tử, hôm nay tiểu tử ngươi lại có thời gian rảnh tới chỗ ta, sao nào, nếu ta không ra thì ngươi cũng không định lên núi thăm ta đúng không? Từ sau khi tìm thấy Chiêm Khánh Nhân, chữa trị xong vết thương, hắn chọn một ngọn núi ở Vân Môn để dừng chân, chuyên tâm tu luyện. Năm đó khi còn ở trái đất, hắn cũng được mệnh danh là thiên tài của phái Côn Luân, người xuất chúng ở thế hệ trẻ tuổi. Sau khi bước trên con đường tu chân cũng không kém. Hôm nay, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đối phương thì hai mắt sáng lên, chúc mừng Chiêm Điên nhé, không ngờ qua một thời gian không gặp, huynh cũng đạt tới phi thăng cảnh rồi. Trong mắt Dương Bách Xuyên, hiện tại Chiêm Khánh Nhân đã bước vào cảnh giới phi thăng sơ kỳ, điều này làm hắn rất ngạc nhiên. Chiêm Khánh Nhân nói không đi thăm hắn, Dương Bách Xuyên cố tình lơ qua vấn đề này, bởi vì hắn căn bản không biết sân tu luyện của Chiêm Khánh Nhân ở đây. Nếu nói ra thì rất xấu hổ. Nhắc tới thì cũng xấu hổ thật, những năm nay Dương Bách Xuyên cũng không hỏi thăm tình hình của mấy huynh đệ họ. Còn cả đám người tiểu hòa thượng, lần này Dương Bách Xuyên sẽ đi tìm bọn họ để ôn lại chuyện xưa. Chiêm Khánh Vân thấy Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nhìn mình, miệng nói lời chúc mừng, trong lòng hắn không khỏi tự đắc, năm đó ở trái đất, hắn và Dương Bách Xuyên đánh nhau xong mới thành bằng hữu, hai người họ chẳng ai chịu ai, đều xem đối phương trở thành đối thủ. Cấp bậc ngang vai ngang vế. Nhưng sau này tới Sơn Hải giới, rồi tu chân giới, khoảng cách tu vi giữa hắn và Dương Bách Xuyên ngày càng xa, thậm chí hắn gặp phải những chuyện vô cùng trớ trêu, bản thân phải gắng gượng, ở tu chân giới cũng không ít lần thập tử nhất sinh. Trong lòng hắn thề rằng sẽ đuổi kịp Dương Bách Xuyên, nhưng lại phát hiện càng đuổi theo thì khoảng cách giữa hắn và Dương Bách Xuyên càng lớn. Vì thế, hắn thậm chí còn bị đả kích, ảnh hưởng tới cả tâm trạng. Sau đó gặp được Hồ Tiên Nhi và Viên Tiểu Lôi, ba người cùng nhau trải qua đại nạn vào sinh ra tử, có mấy lần Hồ Tiên Nhi suýt chút nữa mất mạng vì hắn, sau đó hắn có được tình yêu, kết hôn với Hồ Tiên Nhi xong, tâm trạng tốt lên rất nhiều, buông bỏ lòng muốn so sánh với Dương Bách Xuyên, rồi tu luyện đột nhiên tăng mạnh, gần đây đã bước vào cảnh giới phi thăng sơ kỳ. Nghe lời chúc mừng của Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân cười khổ nói, có nỗ lực tới đâu thì cũng không so được với tên biến thái như ngươi. Bây giờ huynh đã là phi thăng đại viên mãn rồi, chỉ còn một bước nữa sẽ phi thăng thành tiên, bỏ qua không tiếp tục vấn đề này nữa. Đi thôi, đi uống rượu với ta, huynh đệ chúng ta đều ở Vân Môn,
ngươi là đại thánh chủ mà hơn 100 năm ta cũng không gặp được, hôm nay chúng ta phải uống say mới thôi, à đúng rồi, vừa lúc Tiểu Lôi và Liễu Phàm đều ở đây. Ta bảo Tiên Nhi làm một bàn thức ăn ngon, huynh đệ ta phải uống một phen. Ta cũng có ý này, đi thôi. Dương Bách Xuyên cười cười rồi lên núi với Chiêm Khánh Nhân. Ngọn núi Chiêm Khánh Nhân ở cũng không tính là lớn, nhưng lại có phong cảnh tuyệt đẹp, một biển hoa rực rỡ. Đạo tràng ngay tại đỉnh núi, nhà lá ba gian đơn giản, trong sân trồng đủ loại rau dưa, có vài loại là của trái đất. Vừa thơ mộng lại vừa gần gũi. Bước vào trong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên ngoài mấy gian phòng cỏ tranh đều có chữ hỉ màu đỏ thẫm. Đột nhiên trong đầu nhớ tới cái gì, Dương Bách Xuyên dừng lại nhìn Chiêm Khánh Nhân nói, Chiêm Điên, những chữ hỉ này là. Chiêm Khánh Nhân hơi đỏ mặt nói, ta và Tiên Nhi thành hôn rồi, sau đại chiến ở Vân Môn, nàng ấy, không tệ, trải qua sinh tử ta mới hiểu rõ chân lý của tu chân, thật ra có đôi khi rất đơn giản, không cô phụ một cô nương toàn tâm toàn ý đối tốt với mình cũng là đại đạo, mặc dù huynh đây không nhiều vợ như ngươi nhưng cũng rất hạnh phúc, ha ha. Dương Bách Xuyên bị trêu ghẹo là nhiều vợ, cái mặt già đỏ lên nhưng ngay lập tức sắc mặt đen xuống, hắn trầm giọng nói, huynh không xem ta là huynh đệ đúng không? Chuyện lớn như thành hôn, vì sao ta lại không hề biết, sao huynh không nói cho ta? Chiêm Khánh Nhân trợn mắt nói, đây là quyết định của ta và Tiên Nhi, càng đơn giản càng tốt, quan trọng là có thể bên nhau những lúc khó khăn hoạn nạn, sống chết không từ bỏ, không buông tay đối phương, kết hôn chỉ là hình thức thôi. Hơn nữa tiểu tử ngươi suốt ngày bận như vậy, vốn dĩ ta định mời ngươi uống chén rượu mừng, nhưng tới thì không gặp được. Nói trong khoảng thời gian đó ngươi ở cùng đệ muội thế nên mới đợi sau này lại mời ngươi uống rượu. Hôm nay không phải ngươi tới rồi sao, uống bù cũng được, đi thôi, mau vào trong, đứng ở sân làm gì, ha ha. Chiêm Khánh Nhân ôm bả vai Dương Bách Xuyên đi vào đại sảnh, vừa đi vừa nói, Tiên Nhi, Tiểu Lôi, Tiểu Hòa Thượng, mấy người xem ai tới này. Dương Bách Xuyên bị Chiêm Khánh Nhân ôm bả vai đi vào, nghe hắn nói vậy thì trong lòng cười khổ, hắn thầm mắng bản thân, huynh đệ nhà mình kết hôn. Chuyện lớn như vậy mà hắn cũng không biết, hơn nữa cùng ở Vân Môn tiên cảnh mà lâu như vậy hắn cũng không tới thăm Chiêm Khánh Nhân, những người khác cũng vậy, nếu hôm nay hắn không đi lang thang tới đây, sợ là cũng không biết Chiêm Khánh Nhân ở nơi nào của Vân Môn. Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Sư Tổ, Dương Đại Ca, Viên Tiểu Lôi, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Hồ Tiên Nhi bước tới nghênh đón. Không cần phải khách sáo như vậy, Dương Bách Xuyên ra hiệu. Mấy người đi tới đại sảnh. Hồ Tiên Nhi nói, Dương Đại Ca, huynh ngồi trước, ta đi làm cơm. Được, vất vả rồi. Về thói quen ăn uống, mặc dù hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không cần nữa, nhưng ăn uống vẫn là thói quen, hoặc nói đúng hơn là hoài niệm. Dương Bách Xuyên cũng thích bầu không khí người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau. Tiểu Lôi, Liễu Phàm, Chiêm Điên, đại hôn mà các ngươi cũng không biết nói với ta một tiếng, vậy mà các ngươi cũng làm được. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đầy oán giận. Võ Tiểu Lôi là đệ tử Võ Đang, xem như một nửa là đệ tử của Dương Bách Xuyên, hắn vô cùng kính trọng Dương Bách Xuyên, nghe đối phương nói vậy, hắn lập tức đứng dậy mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp nói, sư tổ ta. Dương Đại Ca, huynh bỏ đi, nếu bọn ta không tới thăm thì Chiêm Đại Ca cũng không nói đâu, là huynh ấy không cho ta nói. Năm đó Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với Dương Bách Xuyên, hắn không gò bó như Viên Tiểu Lôi mà tùy tiện vô tư. Coi như là giải vây cho Viên Tiểu Lôi. Đúng thế, ngươi trách Tiểu Lôi cái gì, Tiểu Lôi ngồi xuống đi. Chiêm Khánh Nhân nói. Dương Bách Xuyên cười khổ, bỏ đi, là do ta sơ suất, ngươi ngồi xuống đi. Có Dương Bách Xuyên lên tiếng, Viên Tiểu Lôi mới dám ngồi xuống. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói lớn. Ngươi hay lắm Chiêm Điên, lén lút kết hôn mà không nói cho bọn ta, hôm nay ta phải cho ngươi đẹp mặt. Ha! Hôm nay có chuyện gì thế này, đúng dịp thế, ha ha, các ngươi ngồi, ta đi đón. Chiêm Khánh Nhân đứng dậy đi ra ngoài. Khóe miệng Dương Bách Xuyên lộ ra ý cười, thần thức của hắn đã nhìn thấy, dẫn đầu là Lưu Thích Kỳ, phía sau là Lý Đại Nghị, Trần Bảy Roi, Khâu Vân, đám người Lão Phương. Tất cả đều là người quen ở trái đất, bọn họ cũng biết Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Có lẽ sau khi biết tin Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi kết hôn nên mới tới đây. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên giật mình, hắn phát hiện Triệu Nam dẫn đầu, các vợ của hắn cũng tới đây, đương nhiên đều là người quen với Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi ở trái đất. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Viên Kim Phượng, Lâm Hoan, Ninh Kha, Âu Dương Ngọc Thanh, Bộ Thanh Mai, Ngô Mặc Thu,
còn có hai tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Đều là người quen ở trái đất, còn có thêm ba đệ tử, mấy đứa con của hắn cũng theo tới. Những người còn lại không tới là bởi vì không quen biết với Chiêm Khánh Nhân, lần này là lúc người tới từ trái đất ôn lại chuyện xưa, vậy nên những người khác không tham gia. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng đứng dậy đi ra ngoài. Sao mọi người cũng tới đây vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Triệu Nam trợn mắt, nhỏ giọng nói, chàng đó, cũng không biết đường ôn chuyện với huynh đệ cũ, về lâu về dài cũng không phải chuyện tốt, vậy nên sau khi ta biết chuyện thì lập tức thông báo cho tất cả mọi người cùng tới đây. Nơi này là tu chân giới cách quê hương trái đất của chúng ta rất xa, Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi thành hôn mà những bằng hữu này cũng không biết, đúng là không thể nào nói nổi, dù sao tu luyện khô khan, vừa vặn mọi người cùng nhau tụ tập cũng là chuyện tốt. Ha ha, vẫn là nàng suy nghĩ chu toàn, trở về sẽ thưởng cho nàng. Đáng ghét. Đi đi thôi, mọi người nhanh vào. Chiêm Khánh Nhân mời tất cả vào trong. Có thêm nhiều người. Dương Bách Xuyên vung tay lấy từ bình càn khôn đồ dùng trong nhà mang theo từ trái đất, dứt khoát bày ở đại viện, gom góp bốn cái bàn. Sau đó lại lấy ra ba cái vỉ nướng và bếp để mọi người bắt tay vào làm ngay tại chỗ. Ba đồ đệ và con của hắn phụ trách nướng. Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị và mấy người đàn ông ngồi cùng một bàn. Hắn lại phất tay, 20 thùng rượu trắng từ trái đất xuất hiện. Hay lắm, còn nói không có hàng tích trữ. Nhiều hàng lậu như vậy mà không lấy ra, không được, phải chuẩn bị cho ta 10 thùng. Lưu Tích Kỳ nhìn thấy nhiều rượu trắng như vậy thì cười mắng. Ta cũng muốn, ha ha. Ta cũng một phần. Mấy người Lý Đại Nghị lập ức ồn ào theo. Dương Bách Xuyên cười nói, mấy người không hỏi ta xem có hay không à, yên tâm, trở về ai cũng có phần, hôm nay mọi người uống thoải mái, không ai được phép dùng pháp lực. Được. Ai nấy đều cười rồi đồng ý. Sau khi trở thành tu chân giả, bọn họ rất ít khi uống say, muốn xin rượu từ trái đất chỉ là một loại nhớ nhung quê nhà. Có lẽ đây không phải rượu tốt nhất nhưng lại là loại rượu gây thương nhớ nhất. Từng bình rượu trắng mở ra, thức ăn được mang lên, nướng thịt, đa số đều là đồ ăn của trái đất, khiến ai cũng phải sụt sịt. Tình cảm với quê hương đất nước bộc phát. Dương Bách Xuyên bưng một chén rượu lên, chiêm điên, đầu tiên là chúc mừng huynh và tiên nhi, đồng thời cũng hy vọng huynh. Thậm chí là tất cả mọi người thông cảm cho ta, suốt chặng đường đi ta đã suy nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ dừng lại, nếu như có gì không đúng với mọi người, lơ là sơ suất thì xin mọi người bỏ qua cho, điều ta muốn nói là, chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Năm đó ta đã nói với Lão Kỳ, mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng, bây giờ chúng ta đã làm được rồi, con đường trưởng thành tiến bộ, thật tốt khi có mọi người đi cùng, ta kính tất cả mọi người. Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch. Vân Tử, chúng ta đều biết, những năm nay ngươi luôn đứng ở phía trước che gió che mưa cho chúng ta, giữa huynh đệ, người thân bạn bè ai cũng biết rõ, chúng ta chỉ cảm thấy biết ơn và áy náy, cảm ơn ngươi đã hóa thân thành một cái cây lớn, che gió che mưa cho bọn ta, hổ thẹn là vì không giúp được gì, những năm nay ngươi vất vả rồi. Lưu Thích Kỳ và Chiêm Khánh Nhân nói, uống. Hôm nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Dương Bách Xuyên đã uống rất nhiều. Không ít người say tới không nhớ được gì, ai cũng không dùng tới pháp lực. Dương Bách Xuyên cũng tâm sự rất nhiều, với huynh đệ, với vợ thậm chí là hai tỷ muội Lục Tuyết Hy. Cuối cùng, hắn không biết gì nữa hết. Nhưng sau ngày hôm đó, đệ tử Vân Môn truyền ra một tin đồn, thánh chủ Dương Bách Xuyên uống rượu khóc thành tiếng. Nói, hôm đó thánh chủ đại nhân chỉ tay lên trời mắng, cướp đi người phụ nữ của mình, sau đó thề với trời đất sớm muộn gì cũng có ngày hắn bước vào U Minh giới. Tìm chủ mẫu Liễu Linh Linh trở về. Hôm sau, Dương Bách Xuyên mang theo Mai Tỷ, Trồn Nhi, Thần Phượng Bà và Tiểu Phượng Hoàng rời khỏi Vân Môn, đi về hướng Tiểu Yêu Giới. Lúc sắp đi, Dương Bách Xuyên tới thăm Triệu Nam, bởi vì hôm uống rượu trong nhà Chiêm Khánh Nhân, Triệu Nam cũng uống say, nàng nói nàng nhớ Vượng Tử. Năm đó Vượng Tử theo Triệu Nam cùng tới tu chân giới, nhưng khi bảo vệ chủ bị thương nặng thì biến mất, sống hay chết cũng không gặp lại. Dù sao Triệu Nam nhớ Vượng Tử, mà Dương Bách Xuyên lại nói Vượng Tử còn sống, hắn sẽ tìm về cho Triệu Nam. Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì lão đầu từng nói, Vượng Tử chỉ là một con vật bình thường, nhưng sau khi thừa hưởng một giọt máu của Phong Vân Thần Khuyển thì đã thay đổi số mệnh, vận số của Vượng Tử không ngắn, vậy nên có lẽ Vượng Tử vẫn còn sống. Trước lúc đi hắn tới an ủi Triệu Nam, nói cho nàng biết, lần này sau khi ra ngoài, lúc trở về hắn sẽ tìm Vượng Tử cho nàng.
Nữ nhân ở Vân Môn nuôi không nhiều linh sủng lắm, nhất là từ bình thường tới yêu thì cũng chỉ có Triệu Nam và Lâm Hoan. Dương Bách Xuyên đã mang con mèo yêu về cho Lâm Hoan, mỗi ngày nó đều bên cạnh khiến Lâm Hoan vô cùng vui vẻ, Triệu Nam thấy thì lại nhớ tới vượng tử của nàng. Chuyện cần ôn lại cũng đã ôn xong, cần dàn xếp cũng dàn xếp xong xuôi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, thần Phượng bà đã tới tìm Dương Bách Xuyên đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu này là Tiểu Phượng Hoàng. Trong đại điện, thần Phượng bà có chút mong đợi, lại có chút lo lắng, nói, Dương Thánh Chủ, nghe nói trong Vân Môn có một con chim thần Phượng Hoàng, không biết lão bà có thể gặp một lát không? Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt của thần Phượng bà, hắn nheo mắt lại, chậm rãi nói, ta sợ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tiền bối tìm đến ta đúng không? Mặc dù mặt thần Phượng bà không hề thay đổi chút nào, nhưng ánh mắt lại không được tự nhiên cho lắm, quả nhiên là đã bị Dương Bách Xuyên nói trúng tim đen. Mọi người đều biết nguồn gốc thân phận của họ chính là sự kết hợp giữa chim thần Phượng Hoàng và nhân tộc, nói thẳng ra, chim thần Phượng Hoàng là tổ tiên, càng là thần minh của gia tộc bọn họ. Thật đáng tiếc là Phượng Hoàng đã sớm biến mất không để lại dấu vết từ thời thượng cổ, nhiều phép thuật thần thông của gia tộc bọn họ đã thất truyền vì sự biến mất của Phượng Hoàng, hơn nữa có rất nhiều bí pháp thần thông được truyền thừa xuống nếu không có máu của Phượng Hoàng thì sẽ không mở được. Khi biết ở Vân Môn hay đúng hơn là ở bên cạnh Dương Bách Xuyên có một con chim thần Phượng Hoàng thật sự, bà ấy tất nhiên không thể ngồi yên mà phải đến Vân Môn. Nhưng nguyên nhân cũng không chỉ có như vậy, bà ấy đến Vân Môn còn là do bị một vị cao nhân tiền bối nào đó xui khiến, làm chỗ dựa cho Vân Môn và Dương Bách Xuyên, nhưng bà ấy cũng thật sự là đến vì Phượng Hoàng. Sau khi phát hiện trong thần thức của mình có một cô bé toàn thân toát ra khí tức khiến bà ấy phải kính sợ nhưng lại rất thân thiết, bà ấy không nhịn được nữa. Không thể ngồi yên mà tìm tới Dương Bách Xuyên, đề nghị được gặp chim thần Phượng Hoàng. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên nheo hai mắt lại, thần Phượng bà thở dài trong lòng, bà ấy biết mình không thể lừa được Dương Bách Xuyên, thà nói thẳng ra còn hơn che giấu, ngược lại sẽ phản tác dụng còn khiến Dương Bách Xuyên chán ghét. Bởi vì tất cả mọi người đều biết tộc thần Phượng bọn họ là gia tộc mang huyết mạch nửa người nửa yêu, còn có quan hệ sâu đậm với chim thần Phượng Hoàng, nếu nói không phải đến vì chim thần Phượng Hoàng. Bản thân bà ấy còn không tin huống chi là Dương Bách Xuyên. Nghĩ đến đây, thần Phượng bà cười khổ nói, chuyện gì cũng không lừa được ánh mắt sắc bén của Dương Thánh Chủ ngài. Không sai, lão bà quả thật đến đây là vì chim thần Phượng Hoàng, nhưng những gì ta nói lúc trước đều do một vị tiền bối nhờ vả, cũng là sự thật. Vậy nên là, Dương Bách Xuyên cười nói, nghe thần Phượng bà thẳng thắn thừa nhận, hắn cũng có mấy phần tán thưởng, nếu như thần Phượng bà không dám thừa nhận. Hôm nay hắn cũng không ngại đánh một trận. Vậy, lão bà muốn gặp chim thần Phượng Hoàng, Dương Thánh Chủ, ngài cũng biết nguồn gốc giữa gia tộc chúng ta và Phượng Hoàng, nói Phượng Hoàng là thần của gia tộc chúng ta cũng không nói quá, rất nhiều truyền thừa thần thông của gia tộc đều cần Phượng Hoàng mới có thể khai mở được. Thần Phượng bà nói. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không, nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ không cho ngươi gặp Phượng Hoàng, ta cũng nói thật với ngươi một chuyện, tiểu Phượng Hoàng là do ta tìm được từ một tiểu thế giới khác. Ta dùng chân nguyên và tinh huyết của mình dưới cơ duyên xảo hợp ấp nở trứng Phượng Hoàng, mới có tiểu Phượng Hoàng. Ta tên là Dương Bách Xuyên, ta đặt tên cho cô bé là Dương San Hồng, tiểu Phượng Hoàng được nuôi dưỡng như em gái ruột của ta, dám làm tổn thương tiểu Phượng Hoàng, vậy thì ta sẽ cử cái mạng này của mình để trả thù, ha ha. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói với thần Phượng bà, nhưng trong mắt thần Phượng bà ấy nhìn thấy sự kiên định, bà ấy không ngờ Dương Bách Xuyên và tiểu Phượng Hoàng lại có quan hệ như vậy. Chẳng trách được một con chim thần cao quý như Phượng Hoàng lại đi theo hắn. Thần Phượng bà thậm chí còn tưởng là Dương Bách Xuyên đang cảnh cáo bà ấy đừng dòm ngó đến tiểu Phượng Hoàng, nếu không hắn sẽ liều mạng. Nhưng thần Phượng bà có thể kết thù với bất kỳ sinh vật nào trên thế gian, nhưng bà ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương chim thần Phượng Hoàng. Bà ấy cũng biết Dương Bách Xuyên lo lắng, cho nên bà ấy nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói, Dương Thánh Chủ đã hiểu lầm, lão bà nói như vậy. Gia tộc thần Phượng chúng ta có thể động thủ với bất kỳ sinh vật nào trên thế gian, nhưng Phượng Hoàng chắc chắn là ngoại lệ, bởi vì Phượng Hoàng là tổ tiên của gia tộc, là thần minh, huyết mạch của Phượng Hoàng đang chảy trong cơ thể chúng ta. Ngược lại, nếu có người dám đả thương Phượng Hoàng, gia tộc thần Phượng chúng ta sẽ trả thù, thà chết không thôi để bảo vệ Phượng Hoàng, cho nên Dương Thánh Chủ ngài cứ yên tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.